Chắc anh cũng phải để lại đi tìm một cái bà nào đấy góa chồng chết chồng hoặc là ly hôn hay là lại trốn chồng để đến đến với anh thì chả khác gì bán bò đi tậu ấy nhương. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay như thường lệ có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Bắc Giang ạ. Chào anh chị, chào nhà chuyên gia Đinh Đoàn, tôi Dạ, ở Bắc Giang. dạ vâng. Câu hỏi của anh là gì ạ? Tôi muốn hỏi là các anh chị chuyên gia Đinh Đoàn là cho tôi một lời khuyên và nên làm như thế nào, bởi vì hoàn cảnh của tôi là bây giờ hai vợ chồng tôi là đang trục trặc về cái tình cảm, vợ tôi là ngoại tình 5 năm nay rồi bây giờ mới bị lộ ra. Vâng. Thế mà giờ tôi thì rất yêu vợ Vâng. mà tôi không biết làm thế nào, bây giờ bỏ vợ thì tôi không biết có bỏ nổi không, là một, thứ hai nữa là tôi thương các con, thế Vâng. mà không bỏ thì những cái chứng cứ của cái thằng của cái người bên kia gửi về tôi cũng không thể nguôi ngoai được, giá Dạ kẻ vâng. mà cũng biết là ngoại tình là phải ngủ với nhau rồi, nhưng giá kẻ mà không không nhìn thấy thì mắt không nhìn thấy tim không đau, như thế nó gửi cả những cái clip để ảnh trần truồng rồi clip để rên rồi thì các thứ đầy đủ, và những lời nói của vợ tôi với nó, cho nên là tôi không, nói chung là tôi chưa biết làm thế nào. Tôi muốn hỏi nhà tư vấn là nên làm thế nào, nên bỏ hoặc là không bỏ, hoặc là nên làm thế nào những lúc này. Thế mà vợ tôi thì tất nhiên là bây giờ thì cô ấy là cô muốn quay lại, nhưng Vâng. mà trước mắt bây giờ cái lúc mà sắp sửa bị lộ, cô biết sắp sửa bị lộ là cô ấy vào con em gái cô ấy trong miền Nam, bây giờ một mình tôi đang ở nhà, tôi Dạ. đang rất bức xúc. Hai vợ chồng anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay là 55 tuổi, còn vợ tôi năm nay là 47 tuổi. Vâng. Anh phát hiện ra vợ mình có ngoại tình từ 5 năm nay ạ? Không, bây giờ mới 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 biết, nó mới khai ra là như thế. À, và Như khai này ra này. là đã ngoại tình 5 năm, đúng không ạ? Rồi, ngoại tình từ Vâng. năm Thế trong 2018. cái khoảng thời gian 5 năm vừa qua thì hai vợ chồng anh chung sống với nhau hay là mỗi người một nơi? Không, cực kỳ hạnh phúc. Vâng, tức là ở sống chung một nhà đúng không ạ? Sống chung một nhà mà vợ tôi thì lại khéo giấu đối xử với chồng với tôi rất chi là tốt. Dạ vâng. Và cái anh chàng mà vợ anh đang ngoại tình ý, thì là ở đâu ạ? Ở cách nhà cỡ 30 cây, tôi bây giờ tôi chưa biết nhà nhưng tôi biết cái địa điểm đấy mà. À, tức là cũng trong tỉnh Bắc Giang thôi đúng không ạ? Không, trên Lạng Sơn, tôi Bắc Giang nhưng mà tôi sát Lạng À, Sơn. dạ vâng, thế chắc là hai bên là cũng giáp danh nhau đúng không? Có thể là hữu Vâng, lũng tức gì là đó. như này này. Thế là khi mà vợ tôi cũng khai ra và thằng kia nó cũng gửi clip, và bởi vì là khi mà vợ tôi với nó thì yêu nhau mà nói đúng ra mà nói là tôi theo cá nhân của tôi nghĩ là quá yêu nhau chứ không phải là bị lừa. Sau Vâng. đó thì mới là bị gài lừa thôi, chứ mới đầu yêu nhau, bởi vì là trước khi khai với vợ tôi, khai với tôi là trước khi là hai người tới để ngủ với nhau thì là thằng kia đòi hỏi thằng kia lấy giấy khám sức khỏe cơ mà, thì phải có yêu nhau thì mới có cái giấy đấy Rồi, thế cái anh chàng ấy là bao nhiêu tuổi ạ? chứ. À, như vừa xấu vừa giặt dẹo vừa nghèo, sinh năm 60, Dạ hơn vâng. vợ tôi 15 tuổi cơ. Dạ vâng, người ta giặt dẹo, người ta nghèo, người ta xấu dai nhưng người ta lại có lợi thế, lợi điểm khác. Thế như này này, tôi nói như này này, cái sức khỏe và tình dục ý, nói thật với anh là tôi vẫn rất tốt, Dạ vâng. mà tôi Không, theo cái tôi không tôi đề cập đến theo chuyện sức khỏe tình dục anh, nó còn nhiều yếu tố khác nhá. Và chúng ta cũng vâng chưa bàn đến cái chuyện mà có đáp ứng được cái nhu cầu tình dục cho nhau hay không, khiến vợ đi ngoại tình, đúng không? Bây giờ thì anh đang băn khoăn, vợ anh thì hiện tại đang bỏ vào miền Nam cùng cô em gái, đúng không? Còn anh thì băn khoăn là nên giữ lại cái cuộc hôn nhân này hay là chia tay. Các con của anh lớn chưa? Đã xây dựng gia đình chưa? Các con của tôi thì một đứa cháu cái rất thành đạt, bây giờ cháu đang làm trong bệnh viện của Vâng. nhà nước. Thế còn một thằng con trai cũng rất chi là ngoan, cháu học xong rồi đang đi làm, nhưng mà hoàn toàn tôi đang giấu bởi vì tôi chưa nhắm thổ lộ bất kể một người nào, cho nên nó khó chịu, nó ống ức, thì tôi muốn tìm tới nhà tư vấn Dạ ở vâng. đài Linh Dạ Đoàn vâng, hiện rất là tại. cảm ơn anh đã tin tưởng và gọi điện chia sẻ với chương trình. Và bây giờ thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ trò chuyện cùng anh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào anh. Rồi. Hiện nay là các con thì trưởng thành đi học đi làm rồi, bà xã thì vào trong Nam. Thật ra thì bà ấy tránh cái cơn thịnh nộ, đúng không? Đúng rồi.
Bà nghĩ rằng khi mà những cái clip nóng ấy đến tay mình, chắc chắn mình sẽ có cái phản ứng dữ dội, bởi vì đây nó là một cái điều mà là một nỗi đau của ai cũng thế thôi, đàn ông đau lắm. Phụ nữ bị phản bội là một cái điều không thể chia sẻ được cái nỗi đau như thế nào cả. Vâng. Cho nên là cô rất là sợ rằng anh ấy nổi cơn thịnh nộ, anh ấy làm điều này điều khác, cho nên tránh đi để cho nó gọi là cho nó nguôi ngoai dần rồi sẽ tính sau. Đấy cũng là cái tốt của người biết suy nghĩ. Và đặc biệt thì tôi lại thấy quý anh ở cái chỗ rằng là mắt nhìn thấy tất cả những cái điều mà như anh chia sẻ ban nãy, nhưng anh vẫn muốn rằng các con không biết. Tôi cũng đồng ý với ý kiến đấy. Dù thế nào chăng nữa, lỗi lầm đến đâu chăng nữa, thì các con nó không phải chịu trách nhiệm, hay là nó không phải gánh những cái gánh nặng về tâm lý, rồi nó nhìn mẹ nó với mắt này ánh mắt kia, rồi nó không hay, nó ảnh hưởng tới đúng đấy. Em ngắt lời anh chút xíu cho em xin mấy cái lời. Em là em lo là các cháu biết sau các cháu bị ức chế xong các cháu hành hình hỏng, em lo như thế lắm. Đúng lắm, đúng. Cho nên là em phải giấu đi, em nếu có khổ mình em khổ thôi. Đấy, cho nên là đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ là nhìn thấy cái tích cực ở đấy rồi. Một cái điều nữa mà tôi thấy mừng là thế này này, rất nhiều người đi cặp bồ xong về đánh đập vợ con, gây sự với chồng con, để mà đã thung đụng nia rồi lấy cớ để trốn khỏi nhà để đi đến với người tình. Nhưng mà vợ anh thì vẫn chăm sóc gia đình tốt, đến nỗi mà 5 năm chị có bồ anh không nhận ra, chứng tỏ rằng chị rất là khéo léo. Và chắc chắn là mối tình kia Bắc Giang với Lạng Sơn chắc cũng lâu lâu mới gặp nhau thôi, chứ cũng không phải là hàng ngày hàng tuần gì, đúng không? Em thì em nghĩ thế này này, lúc đó em nói thật với anh là em là người đàn ông của gia đình, em rất chịu khó, rất thương vợ. Rồi. Thế cho nên là em mới bị lừa như thế. Tôi không phải, mỗi người có một lý do khác nhau. Con người nó khó nói lắm. Đôi khi có được một người chồng rất tử tế hiền lành thì lại xa bẫy với một cái người đàn ông mà thật sự ra, xin lỗi là nói, nó rất bất dậy. Vì nó lạ mà. Người ta giống như là ăn cơm quá nó có lành một bữa nào đấy này, đi ăn bát miến cay cơ, phải cay xè lưỡi mới thấy sướng cơ. Kể ra mà anh ạ, em xin lỗi anh, kể ra mà nhà em, vợ em mà nó cặp được cái người đồng hoàng thì em buông cho nhà em nó đi. Nhưng mà vớ vẩn cái thằng nó giật dẹo suốt ngày, nó lừa người nọ, lừa người kia, lừa gái, lừa yêu vợ con, bỏ nó bỏ rồi vợ chồng đánh chửi nhau, rồi nhà thì nát bét, mà con thì đi tù, em mới khổ. Chị kể ấy, vợ em mà mình cặp không được phải người khổ, hoàng, mình lo việc của mình, mình không... mình lo việc của mình chứ không lo việc của cái nhà cái anh nhân tình ấy. Không, ý em nói là nếu vợ em ấy mà quen được cái người khác nói thì em buông, thì em không gì? em đỡ phải giật vặt ấy. Nếu mà yêu được người khác tử tế tốt thì chắc lại chưa chắc đã còn đến mình ngồi đây mà mình lo mình giữ nhà mình. Vâng. Bây giờ thế này, tôi tin rằng là cơn bão nào rồi, dù 5 ngày 7 ngày rồi nó cũng sẽ qua. Chúng ta đến cái tuổi này rồi, anh có bỏ chị rồi thì anh cũng còn trẻ lắm, anh cũng chắc chẳng ở vậy và chắc cũng không đi tu, đúng không? Chắc anh cũng phải để lại đi tìm một cái bà nào đấy quá chồng, chết chồng, hoặc là ly hôn, hay là lại trốn chồng để đến với anh. Thì chả khác gì bán bò đi tậu ấy nhương. Vợ mình thì gắn bó với nhau mấy chục năm thì bỏ, xong cuối cùng đi đến một cái bà cũng chả hơn gì vợ mình, cũng giặt già giặt dẹo, cũng hai đời chồng, ba đời chồng, chẳng biết là có tử tế chăm sóc mình và gia đình được như cô vợ của mình không. Lúc này thật ra tôi nghĩ rằng cái sốc của bất ngờ thôi, vì anh tin tưởng, anh hết lòng vì gia đình. Nay cái chuyện nó đến đột ngột mình chưa thể quen được. Cũng rất là may là chị đi vắng. Bây giờ anh chưa nói năng gì vội, anh tìm cách anh giải tỏa cái bức xúc ở trong lòng. Nếu có điều kiện anh đi làm ăn xa đi một thời gian cũng được. Anh đi lên đâu đấy đâu anh chơi đi một ít ngày cũng được. Chứ đừng có ngồi đấy mà nhìn từng vào cái góc nhà rồi lại nhớ rằng cái nhà này đã có những lúc mà hạnh phúc vui cười, vợ thế này chồng thế kia, con khổ thế như này anh ơi. Vâng, em cảm ơn anh nói là rất phải. Rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn, và hy vọng là anh sẽ lấy lại bình tâm để ổn định cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, Nghệ An đâu ạ? Em năm nay 66. Dạ. Mà ông một năm tôi về đây tôi mới phát hiện được dương vật đó, tại sao nó lại
trước đây thì cũng gọi vậy, nhưng tại đây bây giờ nó lại hơi cống ảnh như cái cống như cái trái chuối. Tức là anh năm nay 66 tuổi đúng không ạ? Vâng ạ. Dạo gần đây thì anh thấy là cái dương vật của mình đúng không? Vâng, một khi năm, nó cương lên đúng không? Nó cong à? Dạ. Vâng. Nó cong như thế nào ạ? Cong dấu hỏi, cong dấu ngã hay là nó cong ngoặc lên trên? Cong ngoặc ra ngoài. À, cong lệch ra một bên đúng không? Vâng. Dạ vâng, thế bình thường thì nó có lệch như thế không hay là chỉ khi cương lên thì nó mới không thế? Không. À, khi cương cứng. Dạ vâng. Anh phát hiện ra là khoảng bao nhiêu lâu nay thì nó như thế à? Một năm nay rồi. À, một năm nay. Trong một năm vừa rồi thì anh có biểu hiện gì bất thường ở cái bộ phận sinh dục của mình không ạ? Cũng thấy bất thường gì, nhưng mà con cái nghỉ cái cống này, người ta có sinh ra cái bệnh gì trong sinh lý. Có khi là tự cong từ trước nhưng mà anh không để ý thì sao bây giờ mới tự nhiên mới khám phá tìm tòi? Trước không cong. Trước không cong à? Thế bây giờ anh thấy nó cong thì là nó có ảnh hưởng gì nhiều không? Sau khi từ khi anh cong ấy về thì thấy nó cong cái rõ rệt cho đứa tôi mới nghỉ. Rồi thì cong như thế rồi thì bây giờ anh thấy rằng là cong như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh không? Có ảnh hưởng gì đến việc quan hệ của anh không? Không can gì. À, tức là chỉ thấy nó cong thì thấy lo ngại thôi đúng không? Không biết là mắc bệnh gì. Chứ còn chuyện quan hệ vợ chồng là cũng không ảnh hưởng gì cả đúng không? Vâng. Dạ vâng. Anh 66 tuổi thì có mắc cái bệnh gì không ạ? Có phải điều trị bệnh gì không? Tiểu đường, huyết áp rồi là mỡ máu. Trước đây có, dạ. Trước đây có bị cao áp huyết. À, huyết áp cao đúng không? Vâng. Nếu mà không điều trị thuốc là lên đến bao nhiêu ạ? Nếu không điều trị thì bình thường nó trên 140. À, 140 là bình thường chứ. Từ 140 trở xuống là bình thường mà. À, dạ. Rồi, bây giờ bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái hiện tượng tự nhiên mà trong một năm gần đây thì lại thấy dương vật của mình nó cong lệch ra một bên như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng sinh sản này không nhé? Dạ. Chị Hải ạ. Vâng ạ, tôi chào anh ạ. Dạ, xin chào bác ạ. Vâng ạ, tôi cũng nghe câu chuyện của anh với cả anh Thành Văn rồi ạ. Anh năm nay 66 tuổi 66. Đúng không ạ? Vâng, và mọi thứ của anh đều ổn đúng không anh? Dạ. Vâng ạ. Anh vẫn thực hiện được hành vi quan hệ tình dục đúng không ạ? Hơn một năm này thì tôi cũng thực hiện vì tôi nghỉ công cao rồi tôi vẫn sợ. À. Vâng, anh sợ nó gãy à? Hay là anh không thể đưa đúng nó rồi vào đúng vị trí được? Đúng. Nhưng mà khi thấy rồi là khi mà còn bắt đầu trước khi quan hệ thì khó đưa vào là một, thứ hai nữa là chưa đưa vào được, nhưng nhiều khi nó đã sụt trở cho nên tôi cũng làm. Vâng ạ, vâng. Anh đi tiểu thì có được không anh? Nước tiểu nó có thành dòng bình thường không? Hay là nó ngắt quãng hay là nó như nào ạ? À đúng rồi đấy, nước tiểu nó ngắt quãng mà lại tiểu nhiều lần. À thế ạ, vâng. Anh một năm nay thì anh có đi khám ở đâu không ạ? Không ạ. Không đi khám ở đâu ạ? Dạ, vì vâng. cũng không biết cái chuyện này rồi thì vâng. Hôm vô tình khi mở điện thoại ra thấy cái nghề thì chương trình bên là. Vâng anh ơi, bây giờ thì như thế này, cũng có thể là nó là bệnh lý, nó có thể là do cái các cái vật hang vật xốp, tức là những cái cấu tạo chính của dương vật ấy ạ, nó có thể nó bị sơ hoặc là nó có vấn đề, cho nên nó cũng làm ảnh hưởng tới đường niệu và có thể ảnh hưởng tới cái độ căng cong hay là thẳng của dương vật. Mặt khác có thể là do những cái dây hãm hoặc là những cái dây của cơ quan sinh dục ở phía ngoài dương vật mà giữ cho dương vật nó thẳng ấy, thì nó có thể nó sơ hay là nó bị một vấn đề gì đấy, nó làm cho kéo cho cái thân dương vật nó bị cong như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là tốt nhất là anh nên đi kiểm tra đi ạ.
Mình kiểm tra ở đây thì anh ở Nghệ An, nếu mà được thì anh có thể tới cái bệnh viện mà nó có chuyên khoa năm học ấy ạ. Hoặc là có thể nếu không ra được ngoài Hà Nội là những cái cơ nơi mà nó có hẳn cái cơ sở về chuyên khoa nam học thì kiểm tra là tốt nhất. Còn nếu không anh không được, anh đến Nghệ An anh có thể vào khoa tiết niệu cũng được ạ. Quan trọng là người ta kiểm tra cho anh xem là cái độ cong đấy nó ở mức độ nào. Vâng, có can thiệp xử lý gì được không? Nó chỉ ở bên ngoài, nó do nguyên nhân bên ngoài hay là nó do nguyên nhân ở bên trong? Và cái cong đấy thì nó có ảnh hưởng gì tới các cái chức năng khác không? Bây giờ thì cái chức năng quan hệ tình dục của mình nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái chức năng tiểu tiện ạ. Vâng. Nếu như mà nó tiểu tiện mà nó bị chèn ép, hoặc là nó không thông thoát, hoặc là nó cản trở đường niệu, thì để lâu mà mình không điều trị thì nó có thể gây những cái bệnh lý của thận. Nặng nhất có thể gây suy thận chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thì nó lại không tốt đến sức khỏe của anh nhé. Anh nên đi kiểm tra, hoặc là khi mà anh bệnh mắc bệnh tăng huyết áp thì anh vẫn đi khám để lấy thuốc một tháng một lần phải không anh? Vâng. Anh có thể nói với bác sĩ mà điều trị cho mình ấy. Đấy thì để xem là bác sĩ có thể giới thiệu anh tới những cái cơ sở chuyên khoa, hoặc là cho nó phù hợp với cả cái nơi anh ở để mình có thể đi khám. Còn có điều kiện thì tốt nhất thì anh giật được thì anh có thể ra ngoài Hà Nội. Có nhiều các cái bệnh viện có chuyên khoa năm học, người ta sẽ kiểm tra kỹ cho anh ạ. Dạ vâng. Chuyên khoa năm học hả cô? Vâng ạ. Anh hãy vào những cái bệnh viện mà có chuyên khoa năm học để bác sĩ thăm khám. Và họ đo xem cái độ cong, xem nó bao nhiêu độ, bao nhiêu phần trăm thì có cái hướng giải quyết tốt nhất. Tất nhiên là nếu mà cong ngoẹo hẳn vào người thân mình thì chắc chắn là phải phẫu thuật để chỉnh lại rồi. Nhá anh nhá. Xin chào anh ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo Thái Bình đâu ạ? Tôi muốn hỏi, hôm qua tôi muốn hỏi về cái chương trình nhà tôi. Năm nay thì tôi cũng cao tuổi rồi. Vâng, 60 chưa phải là cao chị. 60 còn trẻ lắm. Thấy nhiều chị 6-70 tuổi ngoài công viên vẫn nhảy tưng tưng mỗi buổi sáng mà. Nhưng mà tôi muốn hỏi là chương trình là sao bây giờ tôi lại đến... Trước đây thì tôi không bao giờ có cái chuyện mà... Nói chung là về chuyện tình yêu trai gái là không có. Dạ. Thế nhưng là tự nhiên bây giờ làm sao mà... Từ ngày chồng tôi mất đến giờ mà lại phải lòng chỉ tình yêu mà lại yêu chỉ thích mà lại yêu dây trẻ cơ. Rồi thế ông ấy là mất được mấy năm rồi? Ông mất được 7-8 năm rồi. À, gần chục năm rồi cơ mà, đúng không? Vâng. Thế chục năm vừa rồi thì là bộ sưu tập có bao nhiêu chàng trai trẻ đến với chị rồi? Nhiều đến thì nhiều lắm. Thế á? Nhưng mà bây giờ không phải là phi công đâu, nhưng mà là cái đội yêu cơ. Ừ, thế á? Thế là được bao nhiêu người rồi, bộ sưu tập của chị? Sưu tập của tôi thì khó đấy. Thế à? Thì nhưng mà yêu thì bây giờ cứ đòi tình yêu trọn vẹn thì khó lắm. Thế thì yêu cái gì? Thế thì khó lắm, nhưng tôi cứ đòi hỏi tình yêu của họ ấy mà. Họ hỏi này, sợ họ lừa tôi, cho nên là tôi hỏi bác sĩ này, tôi hỏi với mọi chuyên gia là tôi có bị bệnh không? Bệnh gì cơ? Bệnh yêu cái nhiều bệnh. Á? Không, cái bệnh là chỉ thích yêu trai trẻ. À, bệnh không? Chỉ thích yêu trai trẻ. Thế ừ. là yêu các cháu bao nhiêu tuổi? Kém mình 10 tuổi chẳng hạn. 10 tuổi thì đâu trẻ. 50 tuổi. Tức là yêu anh trẻ nhất bao nhiêu tuổi? Yêu anh trẻ nhất à? Vâng. Ôi trời ơi. Tôi bí mật không? Hả? 20 tuổi đi. Bao nhiêu? 20 đi. Sao lại yêu thì gọi cháu à? Cháu với bà à? Đúng không? Ồ không, nhưng mà thế này này. Ừ. Bí mật tới tuổi, ý là... Muốn là không muốn nói tuổi rồi thôi. Bây giờ tôi hỏi tiếp nha. Ngoài hình thức thế thì cái tình yêu tôi... dài nhất của chị là bao nhiêu tháng? 5 năm. 5 năm á? Ừ. Đây là với ai đấy? Với người yêu trẻ. Là bao nhiêu tuổi? Kém 23 tuổi. 23 tuổi. Thế là cậu ấy có gia đình chưa? Chưa. Thế à, trai tân? Mình không bao giờ dính cái dai có vợ. À thế à. Rồi vâng. Ôi. Thế là có về ăn ở với nhau không? Không. Thế yêu có làm gì không? Ôi nhỉ. Hả? Hỏi thế thì đang hỏi lại là xem trời tôi có ơi, thì đâm ra là tôi phải hỏi cụ thể thế để yêu có tư vấn luôn một cách chính xác. Chứ biết đâu là yêu chỉ cần nắm tay nhau, hôn môi xa thì làm sao?
Ôi trời. Thế à, đấy. Cứ kêu là tôi có tuổi rồi nhưng mà cũng đi đến bước cuối cùng của tình yêu rồi gì. Ôi trời. Yêu chứ. Nhưng mà bây giờ, nhưng mà tôi thì bị bệnh hay ghen lắm. Lại hay ghen nữa. Đã yêu ra rồi trẻ mà lại còn nhưng hay ghen. Nhưng mà giờ chỉ quan trọng hỏi chương trình là sau đó là người ta phản bội thôi. Ừ. Người ta đi với người trẻ đẹp hơn. Ừ. Chứ không đi với bà 60 nữa, người ta đang 40 tuổi, người ta đi với cô 30, 35 thôi đúng không? Thì lại ghen lồng, ghen lộn lên à? Đi với người 40 đi, ừ. Không ghen, em tất nhiên là phải ghen rồi. Ừ. Thế là ghen rồi bây giờ xong lại tiếp tục đến lại đến với người khác chẳng hạn, người khác ứng với tôi chẳng hạn. Rồi. Nhưng mà tôi không có cảm xúc với những người mà... Xin lỗi chị là chị có đông con nhiều cháu không ạ? Có hai người con thì phương trưởng hết rồi. Phương trưởng nó ở riêng thôi, bà ở mình thôi đúng không? Vâng, vâng, vâng. Thế bà có tham gia nhiều câu lạc bộ khiêu vũ? Có chứ. Đấy, đúng không? Đâm ra từ đấy mới có cơ hội kết bạn, sau đấy kết tình với nhiều trai trẻ, đúng không? Đúng rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhá. Vâng, chào anh Đinh Đoàn. Vâng, chào chị. Thôi, nói thật chứ trẻ thì ai chả thích. Đàn ông mình cũng biết rồi đấy, những ông 70 tuổi nếu mà được yêu thì chắc cũng thích yêu những cháu 25, 27. Còn buộc lòng phải yêu bà vợ 60 thì nó là chuyện khác đúng không? Còn trong thâm sâu ở trong lòng thì ai cũng thích trẻ. Trẻ nó đi với khỏe, đi với thơm tho. Mà tình yêu thì nó phải là sạch sẽ, thơm tho. Chứ còn nhăn nheo mà hôi hám rồi khó chịu thì đúng rồi. Cho nên là... cái việc mà mình yêu các cháu hay là các em nó trẻ tuổi hơn ấy mà không vướng bận vào những người đã có gia đình ấy thì hoàn toàn pháp luật không ngăn cản nhá. Nếu như bạn ấy cũng đồng ý, mình cũng thích mà cái cậu 25 với cậu cũng thích chơi với bà 60 chẳng hạn thì là hai người không vi phạm pháp luật. Nếu mà mình để ý, mình thấy đã từng có những cái vụ kết hôn giữa một chị phụ nữ 62 tuổi với một thanh niên 26 tuổi. Người ta làm đúng pháp luật á, ai nói gì kệ. Nhưng mà về mặt pháp luật người ta không gì, người ta vẫn sống bình yên, hiện nay người ta vẫn hạnh phúc. Thế cho nên là thứ nhất là mình không có bệnh tật gì cả. Mình chỉ có mỗi cái bệnh là thích trai trẻ thế thôi. Thế còn cái món thứ hai mới là cái món khó này. Thứ nhất thì là mình thấy mình không vi phạm luật, nhưng cái món thứ hai khó chính là mình mắc một thứ bệnh mà bệnh không biết chấp nhận, không biết mình là ai. Thôi thì có thể cháu A, cháu B 40, 45 nó thấy mình 60 nhưng vẫn còn ngon lành, mình thơm tho, mình quần áo đẹp, mình biết xăm chỗ, mình lịch sự thì nó cũng thích. Nhưng chắc chắn thì về mặt lâu dài, sâu xa thì chắc là cái tình yêu nó không đi đến kết quả cuối cùng là lấy nhau. Và tình yêu mà không có kết quả là hôn nhân thì là tình chơi thôi. Mà chơi thì nó phải có lúc thôi chứ không thể chơi lâu được. Cho nên mình mà lại cứ mong đợi rằng là cái mối tình với cái cậu mình 60, mối tình với cậu 40 là phải vĩnh viễn muôn đời thì chắc không có. Một đôi trai tài gái sắc ngang, sức ngang tài mà còn chưa dám chắc rằng lấy nhau tình yêu còn được lâu dài, huống chi như cái tình lệch tuổi này, đúng không? Thế thì mình cứ chấp nhận là thôi đời nó là một cuộc chơi. Chấp nhận là vui một ngày, lãi một ngày, vui đến đâu, biết đến đó. Mình cũng nếu người ta gắn bó mình lâu dài thì mình cứ tự động viên là thôi chắc không có duyên nhưng cũng có nợ kiếp trước. Cho nên bây giờ anh ấy mấy 40 anh cứ ngồi anh đợi mình suốt từ đấy giờ anh không lấy ai để được gặp nhau, để trả hết cái nợ trần rồi. Rồi xong nếu một ngày nào đó anh ấy ra đi, anh không chơi với mình nữa, anh chặn hết Zalo, Facebook, điện thoại thì mình cũng tự an ủi mình rằng ôi chắc hết nợ rồi, đúng không? Vâng, vâng, cảm ơn bác Đinh Đoàn là như vậy đấy, đúng như vậy đấy. Nhưng mà quan trọng có phải uống thuốc không? À không, không phải uống thuốc gì, không phải uống thuốc gì mà tập nhiều thể dục cho nó xả bớt năng lượng đi chứ bà ngồi đấy bà cứ nghĩ đến... À Thành Văn trẻ lắm, Thành Văn. Chị ơi chị, tôi muốn có một chút nhỏ thôi ạ. Vâng. Vâng, tôi thứ nhất là tôi phải rất ngưỡng mộ bởi vì chị 60 tuổi mà cái giọng của chị rất là còn trẻ ạ. Vâng, chứng tỏ là chị ở luôn luôn ở trong trạng thái rất là tích cực đúng không ạ? Vâng. Chị tham gia các cái hoạt động mà toàn các cái hoạt động rất là khỏe, vui vẻ,
cuộc sống của mình rất là tốt và lại không có một cái bệnh gì, không có một cái bệnh mãn tính gì, đúng không chị? Vâng ạ, đúng ạ. Tuyệt vời luôn đấy, vâng. Chưa uống một viên thuốc tây nào ạ? Vâng ạ. Có điều là mình cũng không nên chủ quan quá ạ. Vâng ạ. Mình bắt đầu đã bước vào giai đoạn, anh Văn có thể nói là chưa phải là trẻ, nhưng mà 60 tuổi thì chúng tôi cũng đã được vào hội người cao tuổi rồi ạ. Thế cho nên là cái gì nó phù hợp nhất với mình thì đấy mới là cái quý nhất của mình. Có thể bây giờ mình rất là khỏe, nhưng tương lai mình sẽ phải đối mặt cũng khá nhiều các cái bệnh khác do sinh lý thôi ạ, tự nhiên nó sẽ sầm sập nó đến thôi. Vì vậy mà mình chuẩn bị sẵn sàng, mình đón nhận nó và mình cùng với nó, thì đấy là cái mà mình cần phải lúc này. Thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng cần một cái gì đấy nó ổn định một chút chị ạ. Chị cũng là loại thần kinh, người ta gọi là thần kinh nghệ sĩ, cho nên là chị nhìn cái gì nó cũng rất là vui vẻ. Vâng, chính vì thế mà mình cho nên khi mà mình bị các cái bạn ý nó không còn đồng hành với mình nữa thì mình cảm thấy như là bị sốc, hay là mình cảm thấy như là mình bị mất mát rất là lớn. Những cái vấn đề đấy nó sẽ ảnh hưởng tới tim. Đúng đấy. Nó sẽ ảnh hưởng tới huyết áp. Đúng đấy. Nó sẽ ảnh hưởng tới chuyển hóa của cơ thể và là nguồn cơn phát sinh ra những cái bệnh mà chị có thể sẽ gặp phải do vấn đề, những cái vấn đề của các bạn ý. Với một cái nữa mà lưu ý chị thêm, đấy là chị có nói là có quan hệ với các bạn ý. Thì khi mà mình quan hệ với các bạn ý ở cái tuổi của mình thì mình có thể rất dễ bị tổn thương hoặc là bị sang chấn cơ quan sinh dục. Với cái thứ hai nữa, một cái nguy cơ mà tôi cũng muốn cảnh báo chị, đấy chính là nếu các bạn ý trẻ, các bạn có thể có quan hệ với những người khác, sau đó thì các bạn ý lại quan hệ với mình, và đấy là một cái nguy cơ có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục chị nhé. Vâng, đấy là tôi cũng chỉ xin lưu ý chị như vậy thôi ạ, và rất mong chị khỏe ạ. Bởi vì tôi tuổi này rồi nhưng mà tôi lại không muốn cái chuyện quan hệ ấy, cho nên mới dẫn đến là cái là ngay trẻ nó bỏ tôi. Vâng. Thế cho nên bây giờ tôi khẳng định là tôi bị bệnh, chứ không phải là bị bệnh. Xin lỗi chị là chị phải an tâm là chị không mắc bệnh gì đâu nhá. Có cái bệnh là bệnh thích trai trẻ. Thôi thì chiều nó ít thôi, chiều nhiều là dễ, như bác sĩ Hải vừa nói là rất dễ bị sang chấn bộ phận sinh dục của mình. Bởi vì ở cái lứa tuổi 60 thì chắc chắn là cái nước non nó cũng không thể bằng cái các cô gái 25, 27 được nhá chị nhá. Chúc chị vui khỏe và luôn luôn yêu đời. Xin chào chị. Cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Em cảm ơn. Em ăn cảm ơn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Nông. Alo, Đắk Nông đâu ạ? Alo, chào chương trình. Dạ vâng ạ. Tôi năm nay 56 tuổi rồi. Vâng, 56 tuổi ạ. Thì tôi ở Đắk Nông, tôi có muốn hỏi chương trình một cái điều gặp bác sĩ là thế này này. Mỗi khi mà tôi quan hệ với vợ, vâng, là có thể là cái lúc mà tôi xuất ấy, là tôi rất đau đầu và có hiện tượng bút bút. Vâng. Thì đấy có là một căn bệnh thiếu máu hay là nó máu lên não không đều hay không, thì muốn hỏi chương trình một điều trả lời tư vấn hộ tôi với. Thì tôi cũng ở một vùng nó cũng xa xôi, không được thành phố lắm nhé. Dạ vâng. Thế thì mỗi lần xuất tinh thì anh mới thấy đau đầu thôi đúng không? Còn lúc quan hệ tình dục thì có đau đầu không? Tức là quan hệ tình dục không, không. Dạ vâng. Thế anh bảo buốt là buốt chỗ nào? Buốt đầu hay là buốt đấy? Nó ở trên đầu ạ. À, buốt và đau đầu đúng không? Vâng. Cái hiện tượng này là diễn ra lâu chưa anh? Cũng cách đây đến cỡ một năm đổ về đây rồi. Thì anh mới để ý à? Cái tần suất hoạt động tình dục của anh là như thế nào? Có thể là một tuần cũng được hai lần. Dạ vâng. Và hai lần như vậy là đều đau đầu cả đúng không? Không, lần nào nó yếu thì nó sẽ đau đầu hơn, còn lần nào khỏe thì lại nó ít đau đầu. Rồi, thế là 56 tuổi có thường xuyên đi thăm khám sức khỏe của mình không? Có một lần đi khám cái đây tầm cỡ một tháng rưỡi ấy, thì siêu âm nó có, anh có thể có hiện tượng là viêm tuyến tiền liệt. À, rồi, phi đại hay viêm ạ? Viêm. À thế ạ. Rồi, thế còn sức khỏe tổng thể thì sao? Thì bình thường vẫn tốt, vẫn lao động bình thường. Dạ vâng, chắc là chưa nghỉ hưu đúng không? Chưa, mình làm phát triển nông nghiệp, làm nông nghiệp, đấy là trồng cà với cả trồng tiêu. Đúng rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời chị Hải. Vâng, xin chào anh ạ. Rồi, tôi chào bác sĩ. Vâng ạ, mình làm nghề nông,
nông nghiệp và sức khỏe của mình cũng như thế cũng khá là tốt đúng không ạ? Và công việc thì có vất vả không anh? Cũng gọi là vừa vừa thôi. Có anh có hay phải làm việc ở dưới trời nắng không ạ? Ở Đắk Nông thì có bị nắng lắm không anh? Có nắng có thể cũng bình thường, nhưng mà cũng làm việc phải ngoài trời đó. Làm việc ở ngoài trời đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì là thông thường thì có một cái mỗi một cái việc là sau khi đi làm về rồi quan hệ với vợ cho nó sung sướng, cho nó giải tỏa những cái mệt nhọc đi để cho cuộc sống nó chất lượng lên, thì mỗi một lần quan hệ lại bị đau đầu như thế đúng không? Làm đúng cho rồi. Mình rất là ngại và thậm đúng chí rồi. Là nghĩ đến cái việc đấy là đã thấy nản rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, chưa làm được cái việc gì đã đau đầu rồi thì còn làm ăn gì không, nữa. Không, bác sĩ thoải mái. Mà nó, xin lỗi bác sĩ nè. Một câu tế nhị chuẩn bị xuất ra thì nó mới là đau, nó bút bút. Còn cả quá trình thì không bị đúng không? Không, còn quá trình không. Đấy, anh Văn Anh cũng đã hỏi anh rất là kỹ rồi. Tôi thì tôi nghĩ có thể là khi mà mình thực hiện cái hành vi quan hệ tình dục mà đến lúc xuất tinh ý, thì là cái lúc đấy là cơ thể của mình nó phải căng thẳng nhiều nhất ở trong những cái lần cuối như thế để mình chuẩn bị mình xuất tinh ra ấy ạ. Hay nói cách khác là tất cả các cái cơ, xương, khớp, hệ tiêu hóa, hệ tim mạch là nó đều phải hoạt động căng lên cho cái lần bóp để mà xuất tinh. Và cũng có thể trong những cái lần như thế thì một cái mạch máu nào đấy ở trên não của anh chẳng hạn nó bị co bóp mạnh quá, hoặc có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Rồi cũng có thể như anh nghĩ, tức là do mình bị thiếu máu, là do cái nghề nghiệp của mình. Bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, mình làm dưới thời tiết mà nó nắng quá, mình bị mất nhiều mồ hôi, nó gây mất nước, mất muối, mất khoáng, thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Thế và một cái nữa mà tôi cũng muốn lưu ý thêm, tức là 56 tuổi thì bắt đầu vào giai đoạn nó cũng có nhiều các cái bệnh mãn tính, và khi có bị như vậy thì nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Theo tôi thì thế này, bởi vì là khi mình xuất tinh mình lại không đau gì ở cơ quan sinh dục, trừ khi mình chỉ có một cái bệnh là bệnh tiền liệt tuyến thôi đúng không anh? Thì đúng rồi, đúng rồi. Mà tiền liệt tuyến thì nếu mà nó có chèn ép hay nó có gây cản trở gì đến cái chuyện xuất tinh thì nó sẽ thường là đau của cơ quan sinh dục, hoặc là chứ không ít khi mà đau tiền liệt tuyến mà lại có cái triệu chứng là đau ở trên đầu. Được. Trên đầu thì tôi sợ có thể là một số các cái bệnh về mạch máu, đôi khi mình có những cái mạch mà nó bị dị dạng ấy ạ. Thời trẻ có thể nó không thể biểu hiện ra, nhưng mà bây giờ đôi khi biết đâu nó lại có những cái mạch nó bị dị dạng, và đến bây giờ mình lớn tuổi rồi mạch nó mới bị sơ hoặc là nó bị ảnh hưởng thì nó gây ra hiện tượng như vậy. Vì anh có nói là anh ở Đắk Nông, nhưng mà thôi có lẽ là mình cũng cần phải đi kiểm tra. Bởi vì sao, nếu như mình không đi kiểm tra mà lỡ cái mạch đấy nó dị dạng mà nó vỡ chẳng hạn, nó gây vỡ mạch chẳng hạn, thì cũng rất là phiền cho mình. Cái triệu chứng khi mình đau đầu khi mà mình xuất tinh nó chỉ là một cái triệu chứng cảnh báo thôi ạ. Hoặc là nó chỉ là một cái dấu hiệu chỉ điểm cho mình các cái bệnh về mạch máu. Theo tôi thì có lẽ anh có phải xuống Sài Gòn hoặc là những cái bệnh mà nó chuyên khoa một chút để mà người ta kiểm tra kỹ cho anh xem là nó có vấn đề gì không để cho mình yên tâm đây ạ. Và có thể thấy rằng là cái sức khỏe tình dục nó cũng là cái thước đo sức khỏe toàn bộ cơ thể mình nói chung. Bởi vì như anh trình bày thì hai lần quan hệ tình dục gần nhau thì lần thứ hai sẽ bị đau nhiều hơn. Do vậy đấy là những cái chỉ số cảnh báo cần phải đi kiểm tra về não, về điện tâm đồ, rồi là thậm chí là scan, rồi mạch là cắt lớp, rồi để xem có biểu hiện gì bất thường không. Những cái cảnh báo đó khiến ta phải đi khám ngay lập tức anh nhé, để tránh như trường hợp. Bởi vì nhưng mà muốn hỏi Thành Văn một câu cuối cùng này. Dạ. Đấy có phải là hiện tượng tôi thiếu máu não hay là đấy, thiếu máu thế thì não tôi mới đang khuyên anh là phải đi chụp cái đầu mình xem nó có tắc chỗ nào, chỗ phình chỗ nào, rồi, thì là phải dập dịch ngay nhá. Rồi, ok. Rồi, vâng. rất cảm ơn chương trình. Dạ, rất chào anh. Chương trình nhá. Rồi, cảm ơn rất nhiều nhá. Dạ, vâng. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải. Chào anh nhá. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Một bộ phận yếu thì nhiều khi yếu chú ý, nhưng mà thực ra cả cơ thể đang rất là yếu mà mình không để ý. Những cái chỉ số cảnh báo từ cái sức khỏe tình dục rất là quan trọng. Chúng ta cũng thấy con người nó như một cỗ xe. Chúng ta mà mua cái xe máy mà chạy 15 năm rồi, đến lúc nó hỏng thì hỏng từ buji cho đến lốp cho đến xăm cho đến các bộ phận nó như thế. Dạ vâng. Thế thì con người cũng thế, cái hạn sử dụng thì bây giờ anh ấy cũng gần 60 rồi. Dạ vâng. Một cái bộ máy mà hoạt động trong 60 năm thì đến lúc là
bảo dưỡng toàn bộ được rồi. Vâng. Không thể, tức là cá biệt lắm thì có cái đoạn là ôi một ông vừa bại não lại vừa liệt nửa người, nhưng mà lại cái đó là còn khỏe, cái đấy thì chắc là khó thân đồng thôi. Còn thì bình thường thì đúng là sức khỏe tình dục là một trong những cái gọi là bộ phận cấu thành sức khỏe tổng thể của con người. Vẫn nói là sức khỏe của con người gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội, rồi sức khỏe tâm lý, ví dụ như sức khỏe tình dục. Dạ vâng. Thì nó... thực ra thì như cái chị 60 tuổi khán giả trước đã chia sẻ đấy, chị không mắc bệnh gì, nhưng mà cái tình trạng như bác sĩ Hải đã cảnh báo là nếu mà cứ lạm dụng yêu nhiều thế đột ngột lại thất tình thì là bệnh nó sẽ đến, đúng không ạ? Vâng. tâm sinh bệnh. Dạ vâng. Vâng. Thực ra bây giờ thì đời sống nó cũng rất là khá rồi ấy. Dạ. Sức khỏe của nhiều người kể cả 60 nói thế thôi, thật sự cũng chưa phải gọi là già đâu ấy. Dạ vâng. Thế thật đấy ạ. Vâng. Dạ vâng. Và người ta vẫn có một cái cuộc sống rất là tốt, nhất là ở những cái đô thị hoặc là ở những cái thành phố mà người ta có cái điều kiện về kinh tế. 60 là cái tuổi bắt đầu bước vào hưởng thụ rất là nhiều. Dạ vâng. Khi người ta về hưu, khi người ta không còn phải bận con bận cháu nữa, thì người ta bắt đầu lo cho mình, lo cho cuộc sống của mình. Dạ vâng. Và người ta tiền người ta để dành một cái cơ số tiền cho người ta để phòng khi những lúc già hơn nữa thôi, chứ còn lại người ta biết tiêu tiền, biết sử dụng đồng tiền người ta kiếm được, biết xóa lại như chính, em Đinh Đoàn đấy, đấy. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là ở cái tuổi này á là cái tuổi mà người ta rất muốn được hưởng thụ, người ta thậm chí là người ta như chị nói, tôi nghĩ là có thể đấy là một cái chứng minh là chị bị chinh phục. Và ở đây là chị hơi lo một chút là cái việc chị thích trai trẻ như thế nó có là bình thường hay không, hay nó là cái rối loạn về tâm lý mà nó có cái hiện tượng như vậy. Chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng vấn đề là ở một cái người như chị, hoàn cảnh điều kiện rất là dễ, con thì phương trưởng rồi, chồng thì mất 7-8 năm rồi. Yeah. Chị không có ai phải lo để phục vụ hay là lo để làm nghĩa vụ gì cả. Yeah. Và chị dành thời gian lo cho bản thân chị ấy. Chính vì thế mà cái nhu cầu được người khác quan tâm, cái nhu cầu được người khác khen, như là đã có lần anh Đoàn đã nói rồi đấy ạ. Và nhu cầu được muốn được thể hiện, muốn được chăm sóc, tất cả mọi thứ khác nó sẽ khiến cho là chị ấy có thể chấp nhận những cái anh trẻ để mà để đạt được những cái đó đấy, chị. Thế nhưng mà thực ra nếu mà cứ yêu trẻ thế xong đột ngột bị chia tay là rất dễ đứt mạch máu não đấy nhỉ anh Đoàn nhỉ? Vâng. Cái đứt mạch máu não thì nó cũng chỉ là một bộ phận thôi, nhưng ban nãy tôi có nói thẳng với chị là người ở đời phải biết mình là ai. Vâng. Tuổi 60 rồi thôi, yêu thì không có cái gì là xấu, nhưng mà phải biết rằng đối tượng của mình, người ta cần cái gì ở mình. Thôi thì ông có càng giò thì bà phải thò chai rượu. Rất là may chị ý cứ cặp với những trai trẻ mà những người đó người ta chưa nảy sinh ý đồ là moi móc tiền của chị. Biết bao những vụ ở trên mạng xã hội đã chia sẻ đấy, cứ đi tìm trai trẻ kết bạn rồi những cái anh ấy giả vờ yêu. Dạ vâng. Giả vờ yêu mà chị thì đang khát khao yêu thì anh giả vờ. Mà giả vờ xong rồi chiều người yêu, nay thì chuyển tiền tài khoản, mai thì mua iPhone 15, đúng rồi. Ngày kia thì lại thậm chí là tình phí cao lại còn nói rằng là mình già rồi tiền nhiều để làm gì, con cái nó không cần nữa. Dạ thì vâng. Đầu tư cho cái anh người yêu này, đến lúc thì phát hiện ra là mua cho nó một cái con mẹt xong rồi nó chở người yêu trẻ của nó. Dạ thế vâng. Là mình thì đứt mạch máu não. Dạ lại gọi bác sĩ Hải. Dạ vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo Hà Nội đâu ạ? Cháu có tìm hiểu một người con gái á, nhưng mà người đấy nói lý do là không hợp, thế nên là cháu không nói chuyện nữa. Thì bây giờ bác ạ, thì có nên tiếp tục tán người đó nữa không ạ? Cháu năm nay mấy tuổi rồi? Cháu năm nay 33 rồi bác. Ô, cháu 33 tuổi mà như kiểu non nớt 13, 14 tuổi yêu bạn gái cùng lớp ý. Rồi, thế cụ thể hơn là như thế nào? Thế từ trước đến nay là 33 tuổi là yêu được trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Cháu cũng trải qua 1-2 mối tình rồi bác. À thế à, 1-2 mối tình. Thế là mối tình mà bày tỏ người ta chạy mất thì là mối tình thứ mấy? Mối tình thứ 3 rồi bác. À thế hai mối tình trước có kết quả gì không? Hay là cũng chỉ không, yêu đơn phương thôi? Không có kết quả, không chỉ yêu đơn phương rồi bác. Ôi giời ơi. Thế tóm lại chưa có tình yêu thật, tương tác với nhau là không có à? Vâng, tương tác với nhau thì có rồi, nhưng mà chưa có tình yêu thật của từ phía bạn gái đáp lại ạ. À, tương tác có rồi, tương tác là tương tác nói chuyện thôi gì?
Vâng, đúng rồi. Tôi hỏi tương tác xa hơn chứ, để tương tác ý thì ngoài đường có thể dừng lại hỏi đường nhau mà. Công việc làm ăn ra làm sao? 33 tuổi thì các cụ nói là tam thập nhi lập rồi. Cháu có nhà có cửa chưa? Cháu làm thợ sơn đô cô bác ạ. Hả? Cháu làm thợ sơn đô cô ạ. Rồi, thế mua được nhà chưa? Dạ, cháu chưa mua được nhà, nhưng mà có xe ga đi ạ. À, có xe ga. Xe ga là Attila hay là gì đấy? Hay là SH? SH ạ. À rồi, thế là chuẩn rồi. Thế là thanh niên này quê ở đâu đây? Cháu ở Hà Nội, Đan Phượng, Phương Đình ạ. Bây giờ cháu có mong muốn cho cháu hỏi thì cháu có nên tìm hiểu người đó nữa hay không ạ? Người ta bỏ mình rồi còn tìm hiểu làm cái quái gì, thiếu gì cô gái ở ngoài trong xã hội mà phải cái đi bám mãi cái cô người ta đã từ chối, người ta coi thường mình. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em nhạc của em cho trẻ chứ đáng lẽ bằng vâng, cháu đấy. Cháu chào bác ạ. Ừ, rồi cháu chào. Chào cháu. Ở Khương Đình đúng không? Vâng ạ, ở Khương Đình, Đan Phượng bác ạ. Khương Đình, Đan Phượng. Hiện nay mình ở với bố mẹ già hay là ở nhà riêng? Bố cháu thì mất rồi, còn đâu cháu ở với mẹ cháu ạ. Thế à, sức khỏe có tốt không? Bản thân cháu ấy. Bản thân cháu sức khỏe thì cũng vẫn tốt, bình thường ạ. Đi lại được cái gì? Vâng, đi lại được, các thứ được ạ. À, thế à. Mình ngày xưa có học hành gì, có đi đâu xa không hay là học hết cấp 3 rồi? Cháu học hết cấp 2, xong rồi cháu đi học nghề sơn ô tô, bây giờ cháu đang học sơn ô tô ạ. Ừ, rồi. Và từ nhà đến chỗ sơn ô tô có xa không? Sáng đi làm tối về ăn cơm mẹ đúng không? Vâng, đúng rồi, sáng đi làm tối về ăn cơm mẹ ạ. Mình có bạn bè gì không? Có nhóm bạn thỉnh thoảng lên Sơn Tây xóa một tí, thỉnh thoảng lại vào Hà Nội phượt một tẹo, có đi thế không? Ừ, cháu cũng thỉnh thoảng cũng có đi chơi ạ. Ừ, đúng rồi. Thật ra thì bác đang nói thế này này, mình phải có chiến lược tìm người yêu. Còn nếu mà mình vẫn cứ lù khà lù khù, sáng ra thì đi làm thợ sơn, tối về ăn cơm mẹ, xong ngồi nghịch điện thoại đến khuya, đi đâu cũng ngại, không có gặp bạn gặp bè, không tham gia vào hội này hội khác, thế rất khó gặp được những cái người bạn gái để mà mình tương tác, đúng không? Vâng, thế vâng. Xong mình thì ở cái tuổi cũng đến cái tuổi khao khát có người yêu rồi, thế là gặp ai mình thấy sạch sẽ một cái là mình bày tỏ tình cảm. Đôi khi mình chưa có sự thăm dò để biết là người ta có tình cảm với mình không. Thế mình bảo là ví dụ như là anh rất là thích em hay anh yêu em, thế người ta bảo thì chúng ta không hợp nhau đâu, hay là chúng ta không thuộc về nhau, thế là thôi. Mình lại thấy thất vọng, lần sau lại như thế thì sau 3 lần bây giờ mình phải rút kinh nghiệm thế này. Thứ nhất là trau dồi cái khả năng ăn nói một chút, người ta gọi là tán gái mà, đúng không? Thời đại này mà cứ đi rủ cô đi uống nước, xong mỗi đứa cốc nước mía, xong cứ ngồi nghịch nước mía của mình ấy thì uống hết thì cô bảo về đi thì cũng sẽ chán lắm. Cho nên là mình cũng bạo dạn một chút. Mình có gì mà sợ, tuổi 33, nhà thì có một mẹ, đất đai thì vẫn còn, xe thì SH, cũng có nghề nghiệp ổn định, thế thì mình sợ đúng không? Cho nên cứ mạnh dạn tự tin. Cái thứ hai nữa là mình cũng không đi lòng vòng nữa. Mình nhớ là tuổi 33 rồi, bây giờ mình tìm một cô gái đừng có quá trẻ. Mấy cháu nó mới vừa học cấp 3 xong ấy, nó còn mơ mộng lắm. Nó muốn rằng bay nhảy đi học đại học và nó phải mơ rằng sau này chồng của nó, người yêu của nó phải là đại gia, phải là mỗi tháng thu nhập là tối thiểu 150 triệu chẳng hạn. Thế thì mình hãy tìm những đối tượng là các chị em hiện nay đang ổn định công việc, tuổi kém mình một xíu cũng được chứ không cần thiết là quá trẻ. Cô ấy đang là cô giáo mầm non ở xã, hay thậm chí cô chỉ đang là thợ may cắt vải, hay là cô đang có một cái quán gội đầu ở thị trấn huyện, thị trấn Phùng chẳng hạn, ví dụ như thế. Có công ăn việc làm ổn định này, tuổi chững chạc rồi mà người ta khát khao, có người yêu và có cuộc sống ổn định gia đình, thì bắt đầu mình mới mon men, mình mới làm thân làm quen, thì nó cái khả năng mà gọi là thành công nó lớn hơn. Người ta bảo gió tầng nào gặp mây ở tầng đó, chính là mình đừng có trèo cao mà ngã đau nhá. Bác thì bác chưa hỏi rằng cháu cứ tán mấy cái cô mà bị người ta nói là không hợp nhau là đối tượng nào, nhưng mà về mặt lý thuyết là như thế. Mình cũng không cần thiết phải là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện đa khoa huyện gì đấy mà mình câu mặc dù là cũng còn trẻ, mặc dù rất là xinh, mình rất là thích, nhưng mà khi mình nói rằng là anh cũng học hết cấp 2 rồi, bây giờ anh đi làm thợ sửa ô tô mỗi tháng được 10 triệu, ngoài ra có tiền ăn trưa 1 triệu nữa chẳng hạn, là cô ấy nói lịch sự thì cô ấy nói rằng là chúng ta không hợp nhau. Nhưng mà trong bụng có thể người ta bảo thế mà cũng đòi tán người ta, đúng không nha?
Thế thì phải có chiến lược chiến thuật này, nâng cao cái khả năng giao tiếp của bản thân này, mở rộng các mối quan hệ này, đặc biệt là nhằm đối tượng nó phù hợp với bản thân. Người các cụ ngày xưa vẫn dạy là nồi nào thì mình úp ở vung ấy thôi. Mình con nhà nghèo bố mất sớm, mình một mẹ một con, mình cũng không phải học cao học rộng gì, thì hãy tìm một cô gái đang làm ăn tử tế, chân thành, chân thật, cũng không cần quá sắc nước hương trời nhá. Và bí nữa thì hãy nhờ những người lớn tuổi, bà cô, bà dì, bà thím, ông cậu, thôi cháu cũng đến cái tuổi kết hôn rồi, cháu thì cũng ít đi đây đi đó, thôi thím hay dì hay mợ, nếu ở đâu thấy cô nào nó phù hợp với cháu thì cứ giới thiệu giúp. Đôi khi biết đâu trong mắt của bà dì, bà thím ấy, chọn được một cô nào mà chấm được nó hay hay, cô lại khéo léo nữa thì tụi mình lại thành công thì sao nhá. Tranh thủ mọi nguồn để mình có được bạn gái, đúng không? Dạ vâng. Và như anh Đinh Đoàn từng chia sẻ nhiều chương trình, đó là khi mà tán cô nào, bày tỏ tình cảm với cô nào, tức là tóm lại là tỏ tình với cô nào, là bách chiến bách thắng, thì nó phải có lộ trình, đúng không ạ? Đúng rồi. Từ quen cho đến thân, xong đến mến cảm gì đó, xong mới đến yêu. Mà lúc ấy thì chắc chắn người ta sẽ không từ chối, mà khi đã qua cái bước cảm rồi, đúng không ạ? Hy vọng là chàng trai trẻ 33 tuổi sẽ tìm được mối tình của mình nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Xin chào một khán giả gọi đến từ Nam Định. Anh ơi, cho em hỏi thì quan hệ của em vợ chồng nhanh ra nó xuất tinh sớm anh ạ. Thế à? Thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 40 tuổi anh ạ. 40 tuổi, thế là sớm là khi nào lấy nhau được bao nhiêu năm? Lấy nhau được gần 20 năm rồi ạ. Thế 20 năm đây toàn sớm thế à? Vâng. Thế à? Sớm nhất là mấy phút? Hay là được mấy chục giây? Nhiều khi cứ đưa vào gái mà tí là lại ra luôn. Thế à? Thế thì có khi được 20 giây thôi nhỉ? Vâng, mà vợ ấy không khoái cảm nên là vợ. Mà trong cái câu ấy thứ hai nữa là em muốn hỏi là chúng em quan hệ bằng miệng thì có ảnh hưởng gì sức khỏe không ạ? Rồi, thế quan hệ bằng miệng xong mới quan hệ thực sự à? Dạ. Hả? Tức sau cái giai đoạn 1 là quan hệ bằng miệng đúng không? Vâng ạ. Giai đoạn 2 là quan hệ xâm nhập đúng không? Vâng. Thế cái đoạn miệng là bao nhiêu phút? Khoảng vài phút ạ. Cái đấy vợ nó mới lên đỉnh ạ. À, rồi, thế là miệng của ai vào ai? Của hai vợ chồng ạ. À, tức là cả đôi đúng không? Ừ. Rồi. Thế thì ông phải tính là tính từ cái lúc vào miệng đã, thì xong mới đến cái lúc ông ra chứ, sẽ lại tính có mỗi lúc nhét vào chỗ cần nhét. Thì nó chả 20 giây à. Thế đâm ra là đúng là cũng là một cái nghệ thuật để có quan hệ tình dục nó kéo dài hơn. Bây giờ thì cái câu hỏi này thì chắc chắn là hai chuyên gia sẽ cùng chia sẻ với bạn. Đầu tiên là bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng ạ, chào chị ạ. Thế vợ bạn thì bao nhiêu tuổi em? Hơn 30 ạ. Hơn 30 ạ? Em được mấy cháu rồi? Hai cháu ạ. Cháu đầu hơn 10 tuổi. Thế bạn bé thì mấy tuổi rồi? Bạn bé 5-6 tuổi ạ. 5-6 tuổi, em làm nghề gì vậy? Em làm nghề ruộng ạ. Vợ em? Vợ cũng vậy ạ. Vợ cũng vợ làm đi công ruộng ạ. Thế và em có nói với anh Văn là từ lúc lấy nhau đến giờ là nó đã như thế à? Vâng ạ. Thế và có bao giờ mà không quan hệ tình dục bằng đường miệng mà quan hệ chỉ có một cách là quan hệ tình dục xâm nhập dương vật âm đạo không? Có ạ. Thì được bao nhiêu lâu? Thì được vài phút, được khoảng 2 phút hay là 3 phút là đã ra. Tức là nếu như mà không quan hệ tình dục đường miệng thì nó được dài hơn một chút thôi, đúng không? Và nó vẫn không, vợ thì không thỏa mãn. Vâng. Em đã đi khám ở đâu chưa? Em chưa. Tại sao vậy? Đi nó ngại ngại. Ngại ngại á? Thế bây giờ em muốn hỏi gì các anh các chị? Em muốn hỏi là vợ chồng quan hệ bằng miệng đấy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Câu thứ, đấy là câu đầu. Câu thứ hai là nếu mà giờ em muốn cho lâu thì em phải đi khám ạ? Đúng rồi. Thứ nhất là chị muốn trả lời luôn cái câu của em là quan hệ tình dục bằng đường miệng đúng không? Dạ. Rất may là mình còn cái đường đấy cứu vãn, bởi vì là cả hai vợ chồng đều thích cái đường quan hệ tình dục đấy.
là cũng còn là may rồi đấy. Chứ còn nhiều khi mà vợ không thích chẳng hạn, hay là một trong hai người không đồng ý, hay nói cách khác là quan hệ đường miệng mà mình không thấy thoải mái, mình không thấy thích thú thì mình còn thấy đau khổ hơn là rất nhiều, đúng không? Thế và cả hai vợ chồng em thì đều khỏe mạnh, bình thường, không mắc một cái bệnh gì, kể cả những cái bệnh có thể lây qua đường quan hệ tình dục, hoặc là những cái bệnh ở khoang miệng ấy, mà không có cái bệnh mãn tính gì, thì mình nếu mình thích quan hệ tình dục bằng đường đấy thì không có vấn đề gì em. Em có thể thực hiện được mà. Nhá. Chỉ có là những cái động tác của mình thì nó phải nhẹ nhàng, nó phải phù hợp, nó đừng để làm tổn thương cơ quan sinh dục thôi. Nhá. Em cũng thế, em cũng đừng làm xây sát hay là làm tổn thương cái cơ quan sinh dục của vợ. Ngược lại thì vợ cũng vậy. Răng rồi lợi rồi tất cả các cái động tác thì đừng làm tổn thương cái dương vật của mình là được mà. Nhá. Cái thứ hai nữa là chị muốn nói thêm một chút về cái mà em nghĩ là xuất tinh sớm ý. Tại vì ở đây thì em có quan hệ, trong một lần quan hệ thì em có thể quan hệ hai đường, cho nên là như là anh Văn anh nói ấy, thì cái thời gian mình phải tính cái thời gian là mình quan hệ cả hai đường nhá, chứ không phải là chỉ tính cái thời gian mà mình quan hệ xâm nhập thì mới được gọi là thời gian quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì mình mới có 40 tuổi và mình nếu không quan hệ tình dục đường miệng mà mình cũng chỉ quan hệ được có 2 đến 3 phút thôi ấy, và vợ mình và vợ mình không thấy thoải mái, thì em cũng có thể đi khám được mà. Em ở Nam Định cũng rất là tiện. Nhá. Nam Định thì bệnh viện tỉnh của Nam Định cũng rất là tốt, hoặc nếu không thì em lên Hà Nội, em đến bệnh viện Việt Đức này, em đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội này, em đến bệnh viện 108. Đấy, bệnh viện Bưu điện, tức là những cái bệnh viện đấy là những cái bệnh viện mà chị nói với em nó là bệnh viện công và nó có cái khoa nam học. Người ta sẽ kiểm tra cho em kỹ hơn. Đấy, người ta sẽ có nhiều các cái bài đánh giá và người ta sẽ kiểm tra cho em để xác định xem em có phải là người xuất tinh sớm hay không. Nhá. Dạ vâng, không biết là với anh Đinh Đoàn thì anh còn nhớ là trước đây thì có bác sĩ cũng chuyên gia cửa sổ tình yêu, đó là chị Vũ Minh Phượng, hay hướng dẫn những cái bạn mà xuất tinh sớm là đặt cái cốc nước đá bên đầu giường thì nó giảm nhiệt đi, đúng không? Bác sĩ Hoàng Thiếu Hải thì đã chia sẻ với bạn Nam kỹ rồi, tôi chỉ muốn nhắc thêm một chút nữa thế này này. Tình dục bằng miệng nó để lại cảm hứng rất là lớn, và nhất là với đàn ông, nếu mà mình là người nhạy cảm ấy, có những người không giữ được đâu, là thậm chí có trường hợp là xuất tinh ở trong miệng của người bạn tình của mình. Vì vậy thì bạn là người đã nhận ra mình là có một cái phần bằng miệng ấy thì mình làm cho cô ấy, xong đến vào cuộc chính đi. Vào cuộc chính như bạn nói rằng là không quan hệ tình dục bằng miệng thì mà làm ngay thì nó cũng được vài ba phút, mà vài ba phút cũng ra tấm ra món đấy chứ ạ. À? Cũng quý lắm rồi ạ. Quý lắm rồi. Thế và sau đấy nếu như thật sự vợ vẫn còn thì chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng tay. Làm bằng mọi cách để cho có khoái cảm, cho nên là mình có thể kích thích tay. Lưu ý đối với lại các bạn mà đang quan hệ tình dục bằng miệng là chúng ta làm nó trước tiên. Thế còn thì, chứ không bao giờ lại quan hệ thật rồi rút ra rồi bắt đầu với lại, vâng, lại tra vào miệng thì về mặt vệ sinh cũng không tốt, mà về mặt tâm lý thì cũng rất là ghê ghê, đúng không? Dạ, chỉ hả? Nên là cốc rượu khai vị, chỉ nên là bắt súp khai vị ban đầu thôi, và chấm dứt nó thì thôi, không quay lại nữa. Chứ tránh trường hợp là làm một hồi xong rồi thấy không được lại quay lại làm bằng miệng thì nó không hay, nó ám ảnh nhá. Thế và lưu tâm nếu như mình đã có thói quen là quan hệ tình dục bằng miệng thì cả hai vợ chồng học cách mà giữ gìn vệ sinh trước khi giao ban là rửa ráy thật kỹ thật sạch, thơm tho, đúng không? Cái gì thơm nó cũng dễ hấp dẫn nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của hai chuyên gia chúng tôi rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thiếu Hải và chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Chào các bạn. Một tuần đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Anh ơi, em hỏi này. Em mới xuất ngũ từ tháng 10. Vâng. 2016 ạ. Vâng. Là em xin lập gia đình. Ừ. Em muốn là em đi với bạn gái em ấy thì là nó xuất tinh sớm hay nó làm sao ạ? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? 23. Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi đúng không? Vâng. Thế và mỗi lần đi chơi với bạn gái tức là có quan hệ tình dục à? Vâng. Bạn có nói rằng là bị xuất tinh sớm, thế thì cái thời gian mà quan hệ thực sự của bạn là bao lâu? Từ
10 đến 15 giây. 10 đến 15 giây. Ờ, từ khi bắt đầu quan hệ tình dục thực sự thì là đã xuất tinh rồi. Ồ thế à, nhanh thế à, lần nào cũng thế à? Vâng. Ờ, tần suất của các bạn là quan hệ tình dục trong một tuần là bao nhiêu lần? Em có sinh hoạt khoảng tầm 2-3 lần. 2-3 lần trong một tuần, và lần nào thì cũng vậy đúng không? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái hiện tượng đó có khắc phục được hay không nhé. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Ừ, tôi nghe câu chuyện của bạn với cả anh Văn rồi. Vâng. Ờ, các bạn có tính đến chuyện kết hôn không? Em muốn nhưng mà em xuất tinh sớm sợ bạn gái em bỏ em mất. Thế lần nào quan hệ cũng thế, bây giờ bạn gái có ý kiến gì không? Bạn gái bảo sao em thấy chưa thấy đủ tầm, thế thì anh đã ra rồi. Thế à? Ừ. Ngại quá nhỉ. Ừ. Chả biết có phải thật hay không, có phải là bệnh lý hay không. Thế mà bây giờ chỉ sợ bạn gái chê yếu đúng không? Rất nhiều cái làm cho mình phải lo ngại em nhỉ. Vâng. Ừ. Em có nói là em bắt đầu quan hệ với bạn gái là từ tháng 10 năm ngoái đúng không? Kể từ khi không, em xuất ngữ. Em mới quen bạn này khoảng tầm tháng 11 vậy ạ. Quen bạn gái là từ tháng 11. Thế còn bạn ấy chị cũng nghe chị chưa thấy rõ là em quan hệ tình dục với bạn gái là từ bao giờ? Từ tháng 11 chị ạ. À, cũng từ tháng 11 luôn á hả? Ừ. Nghĩa là từ tháng 12 dương rồi chị ạ. Ừ. Chị muốn hỏi thêm là có bao giờ mà trong một lần gặp nhau ấy các em có quan hệ tình dục hơn 2 lần không? Có nghĩa là không, em không. Có lần nào cũng chỉ có một lần thôi đúng không? Ừ. Thực ra mà cái tình trạng như của em hiện nay ấy, thì để chẩn đoán là xuất tinh sớm hay không ở em nó chưa đủ điều kiện. Thứ nhất là em đang ở độ tuổi mà cái ham muốn tình dục nó rất là lớn. Thế và mỗi một lần mình gặp bạn gái mà lại được sự đồng thuận của bạn gái, cho nên là cái tình trạng kích thích nó luôn luôn ở trong trạng thái rất là cao. Thứ hai là cái đời sống tình dục của em nó chưa ổn định. Ví dụ như em đã lập gia đình rồi, em có đời sống tình dục ổn định, hay nói cách khác là những cái gọi là bức xúc ấy, nó không nhiều như bây giờ. Đấy. Mà tất cả các lần quan hệ tình dục đều như vậy thì mới có thể nghĩ đến chuyện xuất tinh sớm. Còn hiện nay mà cái điều kiện để chẩn đoán là em thực sự có phải bị xuất tinh sớm hay không thì nó chưa đầy đủ. Ban nãy chị có hỏi là có bao giờ quan hệ hơn 2 lần trong một buổi gặp nhau không ấy, thì nó cũng là cái điều kiện để mình nghĩ tới cái bệnh đó. Ví dụ như thông thường các em mà gặp nhau mà chỉ một lần như vậy thì khó lắm, khó chẩn đoán. Không. Nhiều người có khi người ta nghĩ đấy là người ta đã xuất tinh ra rồi, nếu mà người ta kích thích thực sự cao độ. Thế còn khi mà mình sau khi mình xuất tinh lần thứ nhất, mình nghỉ ngơi một thời gian khoảng độ 1 tiếng 2 tiếng mà mình quan hệ lại với bạn gái mà cũng thế thì cái mới có thể đủ điều kiện để có thể chẩn đoán được có phải là xuất tinh sớm hay không. Ừ. Yeah. Nhưng mà cũng nghĩa là như này nhé, bạn gái em mình có lễ sinh nhật vừa rồi đấy, cái đây khoảng tầm nửa tháng ấy, sinh nhật đến thì em chơi thì gia đình em thì gia đình riêng em muốn lập gia đình nhưng chưa lập gia đình nhưng mà bố em xây cái nhà riêng rồi đấy, bạn bè em vẫn đến bình thường, bạn cũng đến một ngày hôm ấy có sinh hoạt 2 lần nhưng vẫn thế chị ạ. Thế hả? Ừ. Lúc 10 giờ từ lúc 11 giờ cho đến 7-8 giờ tối thì vẫn thế, em đưa bạn gái em về em sinh hoạt có nghĩa là bạn bè vậy cũng vẫn thế đúng không? Ừ. Thế vâng. Bây giờ thì để chẩn đoán xác định ý, hay là chẩn đoán chính xác là em có phải là xuất tinh sớm là bệnh lý hay không, hay nó chỉ là vấn đề do em căng thẳng thôi ý, thì em ở Hưng Yên rất là tiện, em có thể lên Hà Nội đi. Em đến khoa Nam học của Bệnh viện Việt Đức ý. Nó nằm ở trên tầng 2 của phòng khám của Bệnh viện Việt Đức nhé. Em đến đấy thì người ta khám cho em nó phải có nhiều các thứ khác hơn. Ví dụ như là sẽ có những cái nghiệm pháp để người ta thực hiện xem là em có đúng thực sự là người bị xuất tinh sớm hay không. Hay nói cách khác có phải là bệnh lý hay không. Một số những cái biện pháp mà nó không phải là do yếu tố tâm lý. Tức là không phải do em căng thẳng, không phải là do khách quan ở bên ngoài mà là do thực sự bệnh lý thì lúc đấy mình phải điều trị bằng thuốc. Thế còn có một số các cái biện pháp người ta chỉ điều trị tâm lý là được mà. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải và hy vọng bạn sẽ có một sức khỏe thật tốt nhé. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Thuận. Dạ, em có câu hỏi về em mà người yêu em đó mà. Vâng. Thì đã yêu nhau được gần nửa năm rồi, cô ấy cũng cùng tỉnh em đó mà. Vâng. Nhưng mà em thì bây giờ em đang công tác ở ngoài đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận đó. Vâng. Bạn là bộ đội à? Em thì xa cô đấy mà trước khi đi thì em và cô ấy có sự hiểu lầm mà. Vâng. Và cô ấy đòi chia tay em mà, nhưng mà em thì rất yêu cô ấy và em không thể quên được cô ấy mà. Vâng. Thì bây giờ em chỉ nhờ chương trình cho em lời khuyên và cho em
có thể qua chương trình để xin lỗi cô ấy, mà em biết là cô ấy vẫn đang yêu, rất yêu em lắm. Cô ấy tỏ theo kẻ nó cứng rắn. Em nhờ chương trình cho em lời khuyên ạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em năm nay 24 tuổi ạ. Bạn đang công tác ở đảo Phú Quý, tức là bạn đang làm chiến sĩ à, là bộ đội à? Không ạ, em là kỹ thuật viên xây dựng thuộc công ty xây dựng ở ngoài đảo mà. À, tức là cũng làm việc ở ngoài đó có thời hạn thôi đúng không? Vâng ạ. Ờ, và trước khi chắc là ra Tết thì là đi đi ra ngoài đảo thì là chia tay thì làm nào để cho cô ta giận à? Bây giờ chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Chị đã nghe em nói chuyện đang thành văn và chị thấy là thực sự hiện nay em đang rất là băn khoăn, không biết là nên nói với người yêu như thế nào để nhanh có thể làm lành được, phải không? Vâng. Cụ thể cô ấy giận về cái gì? Cũng bắt đầu từ trước hôm đấy, hôm mùng 1, nhưng mà mùng 1 Tết mà, hôm Valentine mà. Rồi, tức là chuyện từ hôm Valentine cơ. Em tặng hoa cô ấy cũng, thì cô ấy chấp nhận tình cảm của em và cũng đã nhận lời yêu em mà. Ừ. Thì tối hôm đấy thì em ăn cơm mà xuống bà ngoại, tiếp bà ngoại xong thì em lên nhà cô ấy chơi. Thì cô ấy... cô hôm nay em điện cho cô ấy thì cô ấy đi chơi, cô ấy bảo là đi có nửa tiếng thì cô về thôi, nhưng mà em lên em đợi em ngồi nói chuyện với bố mẹ của người yêu em mà. Thì đến tận 10:30 tối cô mới về. Thế về thì em cũng chẳng nói cái gì cả. Hôm nay em thật sự là em rất mệt, sáng em lên rồi sáng từ Tứ Kỳ mà em lên đến Côn Sơn lên Lợi Chí Minh nhưng mà chị hiểu thì cũng đã rất mệt rồi. Thì em lên thì em nóng không chịu được thì em mới nói rồi em có quen ra cái gì không, em là người thế nọ thế kia mà. Vâng. Cô đã giận em, cô ấy cầm bó hoa của em, cô ấy ném ra ngoài sân mà. Ôi thế bố mẹ, bố mẹ cô đã cản rất nhiều. Nhưng sau hôm mùng 4, mùng 5 thì bọn em đã làm lành nhạy như cũ, không vấn đề gì cả. Cô cũng đã làm lành. Thì cô cũng vấn đề gì cả. Nhưng mà cái chuyện mà hôm em chuẩn bị ra đi hôm mùng 8 rồi, mùng 9, mùng 10 em ra đi. Mùng 8 em gặp cô đấy thì cô ấy đã nhắc lại chuyện cũ mà, nhắc lại chuyện hôm tối mùng 1 mà. Thì em nóng quá em không chịu được, em nói thế nọ kia cư xử không phải thì em cũng giờ em nghĩ ra em rất hối hận, thì em muốn là cô hiểu em và em tha lỗi em vậy. Như thế tức là không phải chỉ có cái chuyện của cái hôm mà lên mời cơm đúng không? Và chính em thì em cũng đã nhận thấy rằng là cả hai em thì đều có những cái nóng này. Vì vậy trước những cái sự kiện nào đó, trước những cái vấn đề mà nó có thể là không lớn lắm, thì do là mình không kiềm chế được cho nên là cả hai bên đã có những cái lời qua tiếng lại và cuối cùng là dẫn đến không hiểu nhau. Thì chị nghĩ là như này, có lẽ khi mà ở xa ấy, thì cái việc quan trọng sẽ chính là em nói để cô hiểu là em vẫn rất yêu cô đấy và em rất mong muốn là làm thế nào để hai bên có thể hiểu nhau hơn và xây dựng cái tình yêu này bền vững. Chị nghe giọng nói của em, chị biết là em hiện nay đang rất mong muốn làm lành sớm và chị cũng hy vọng là khi nghe giọng nói này của em thì cô rất cảm động đấy. Thế nhưng mà thế này, bây giờ phải làm thế nào để cho cô ấy... em viết thư thường xuyên, em gọi điện thường xuyên để làm cho cô hiểu rằng hiện nay em đang rất nhớ cô ấy. Em rất mong muốn làm lành. Thế rồi dần dần khi mà mọi cái nó tương đối ổn định rồi thì lúc bấy giờ cũng có thể một lúc nào đấy mình trò chuyện với nhau về cái việc là mình có nên nhịn nhau không hay như thế nào đó để tránh có nhau những cái cãi vã nó bị xảy ra. Và đặc biệt bản thân em, chị nghĩ là như thế, trước bất cứ một cái lần nào đấy mà xảy ra về sau này, trước khi mình định nói một cái gì đấy, mình nên hình dung là nếu mình nói ra điều này, liệu nó có ảnh hưởng gì không? Liệu nó có dẫn đến một cái hậu quả gì không? Nhá. Thì chị hy vọng rằng là với một tình yêu rất chân thành này của em, thì cái tình cảm của các em nó sẽ phát triển bền vững. Điều quan trọng là mình cư xử với nhau cho nó hợp lý nhá. Và tốt đẹp. Hy vọng là cái cô người yêu của bạn đang ở Hải Dương sẽ mở lòng và tha thứ cho bạn. Xin chào bạn nhá. Chúc tình yêu của bạn bền chặt. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Con gái em năm nay 11 tuổi và vòng kinh của cháu là có 19 ngày cho quay lại thôi. Cái ngày đầu tiên của cháu phải thay băng đến 7-8 lần ạ. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, cháu không có đầu ti cháu hút thuộc vào trong ạ. Câu hỏi thứ nhất là ảnh hưởng sức khỏe không? Câu hỏi thứ hai là làm như thế nào để cho đầu ti của cháu nó ra ngoài ạ? Vâng, câu hỏi của chị thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn ạ. Xin mời chị Hải. Vâng ạ. Tôi chào bạn. Vâng, chào chị ạ. Thế là con năm nay mới học lớp 5 à? Vâng ạ. Thế con bị hành kinh từ bao giờ em? Từ hôm mùng 2 Tết chị ạ, xong đến mùng 2 Tết, mùng 2 tháng riêng đó, xong 21 sau thì quay lại ạ. Đây đang là của cái những cái tháng đầu của chu kỳ đúng không? Vâng. Thế thì thường là khi mà nó mới ở chu kỳ như thế này, nó rất dễ bị như thế. Mình cũng không phải lo gì cả.
Ví dụ như sau này con 18, 19 rồi mà con bị như thế thì mình mới đáng ngại. Chứ còn những cái đứa trẻ mà nó mới bị hành kinh lần đầu như thế thì nó cũng hay bị cái trường hợp như của con nhà em. Xong rồi có khi lại dừng 2-3 tháng sau bắt đầu nó mới lại thấy hành kinh trở lại. Do là cái nội tiết nó chưa ổn định mà em, thì nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Nhưng mà những cái trường hợp như của con thì hầu như các bác ấy không xử lý gì. Cái nội tiết nó một vài tháng nữa nó ổn định dần thì nó sẽ đỡ cái hiện tượng đấy. Không nên uống thuốc gì trong cái thời điểm như thế này. Thế mình chỉ có cách là mình phải hướng dẫn cho con là cái cách vệ sinh ý. Bởi vì nó như thế thì con nó cũng mệt. Thế cho nên là phải hướng dẫn cho con cái cách vệ sinh, giữ vệ sinh. Rồi trong những cái ngày kinh nguyệt, trong những ngày trước kinh nguyệt và sau kinh nguyệt. Ở giai đoạn này thì cho con nó ăn tăng hơn một chút. Ăn nhiều những cái chất mà nó để nó tạo sắt ý. Vì sợ là nó bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và mất máu nhiều thì nó sẽ gây ra thiếu máu, thiếu sắt. Thì mình cho con ăn nhiều những cái chất mà nó có màu đỏ ấy. Ví dụ bí đỏ này, rồi là cà rốt này, hay là kể cả rau xanh, nó có nhiều các cái chất để tạo ra chất sắt ấy. Đấy, hải sản cũng rất là tốt. Thì cho con ăn để cho nó hồi phục lại cái sức khỏe cho con. Đấy là về phía con thì không ngại lắm trong cái chuyện như thế này nhé. Cái thứ hai là cái chuyện đầu của ti của nó thì tôi nghĩ là hiện nay nó cũng quá nhỏ để mình có thể chẩn đoán là con có phải là có cái dị tật của cái núm vú hay không. Thì nó có hai loại, một loại là dị tật thực sự, tức là nó hoàn toàn không có núm vú và nó tụt rất sâu vào trong, thì những cái trường hợp như thế hầu như không có can thiệp được gì mà sau này con lớn là nó tụt sâu vào trong, đúng không? Vâng, thì bà nội em bảo là đấy là đầu ti mõm xà, cái miệng con rắn á, nó cũng như thế. Tôi bởi vì là cái này nếu mà muốn biết hay không ý, thì theo tôi thì thế này, có lẽ bạn phải đưa con nó đến khám ở chuyên khoa sản. Có thể đến một cái phòng khám sản cũng được, hoặc là đến khoa sản của bệnh viện. Thì vào thì xem bác sĩ có phải kê thêm sắt cho con không, để cho con uống cho nó sợ bị rối loạn kinh nguyệt nhiều ấy, thì sợ có thể nó thiếu máu thiếu sắt. Hoặc là bác sĩ sẽ kiểm tra cho con xem, đánh giá, bởi vì cái đấy phải khám thì mới biết là thực sự em bé có phải là bị cái dị tật là không có núm vú, hoặc là núm vú tụt và sâu hẳn bên trong, thì nó rơi vào trường hợp thứ nhất như tôi đã nói. Hầu như những trường hợp đấy rất khó xử lý. Thế còn những cái trường hợp mà nó có nhưng nó tụt vào trong thì để nó lớn hơn tí nữa mình mới phải xử lý nhá. Người ta sẽ tư vấn thêm cho mình. Cảm ơn bạn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lạng Sơn. Alo. Alo, thì em hỏi là hồi trước em rất quen một bạn, thì hồi đó em ngỏ lời là bạn đấy mà từ chối không chấp nhận chị. Bây giờ em đã không có tình cảm với cô ấy nữa. Mọi người tôi ngỏ lời quay lại rồi em không biết làm thế nào, chị cho em rời được thế nào chị. Vâng. Câu chuyện của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học, sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Em chào chị. Bây giờ khi mà mình không còn tình cảm nữa thì cô ấy lại quay lại. Em nói không còn tình cảm nữa cụ thể là như thế nào? Là mình... ý là không còn yêu cô ấy nữa. Không còn yêu nữa. Thế mình đã có người yêu mới chưa? Dạ, chưa. Mình cũng chưa có người yêu mới, đúng không? Em không muốn quay lại, đúng không? Dạ. Thế như thế tức là em đã có một cái chủ đích rồi. Mình cảm thấy là cái tình cảm đó nó không còn nữa. Nếu như mà em không yêu thì em cũng nên nói một cách nó rất là thẳng thắn. Tất nhiên là mình không nên nói một cách nó xúc phạm người ta, đúng không? Mình có thể nói là mình cũng rất là quý mến người ta, mình rất là trân trọng cái tình cảm mà người ta đã dành cho mình. Thế nhưng mà dù sao thì cái điều đấy thì có thể là nó cũng đã muộn rồi, bởi vì trước kia thì mình đã rất mong muốn, nhưng mà cái thời điểm ấy nó đã đi qua, và đến bây giờ thì khi mà người ta quay lại thì tình cảm ở trong mình nó cũng không còn được như xưa nữa. Thế cho nên em nên trả lời một cách nó rất là thẳng thắn này, trả lời một cách nó rất là lịch sự này, tránh làm tổn thương bạn gái của mình. Bởi vì em nếu không có tình cảm thì không nên tiến đến tình yêu đâu em ạ. Nhá. Và tránh những cái lần mà có thể như là rủ nhau đi chơi này, hay là trò chuyện liên tục, thì nó có thể sẽ làm nảy sinh một cái tình cảm nào đấy mà nó không phải là tình yêu. Thế nhưng mà nếu em chỉ gọi điện, hoặc em có thể viết một bức thư dành rõ về những cái suy nghĩ của mình cho cô ấy, thì chị chắc là cô ấy cũng sẽ hiểu thôi nhá. Vâng, qua cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý học chị Nguyễn Thị Mùi thì hy vọng rằng bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho riêng mình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thái Bình. Alo. Alo. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Cho em hỏi với đại em, khi em quan hệ xong mà cái bao quy đầu của em nó nổi cái mụn nó đỏ gì? Nó có ảnh hưởng gì không chị?
cái hiện tượng đấy thì lâu chưa? Nó bị mấy tháng rồi ạ. Vâng, bạn đã đi khám ở đâu chưa ạ? Em chưa. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn và xem là bạn có bị mắc cái bệnh gì không nhá. Dạ, dạ. Ừ, tôi chào bạn. Chào em, chào bác sĩ ạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 30 tuổi ạ. 30 tuổi hả? Bạn quan hệ tình dục với ai vậy? Dạ, với vợ. Ừ, cái câu hỏi của tôi nó rất là quan trọng đấy. Bởi vì cái việc mình quan hệ tình dục với ai ấy, thì để tôi sẽ đánh giá cái khả năng xem có phải bạn mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không. Em có quan hệ với lại người khác này. À, bạn có gia đình rồi nhưng mà bạn có quan hệ với một người khác ngoài vợ nữa đúng không? Dạ, dạ. Ừ. Cái hiện tượng đấy là nó cách đây khoảng 1-2 tháng rồi à? Thì mấy tháng rồi ạ. Ừ, nó chỉ xuất hiện các cái nốt đỏ đỏ ở chỗ đầu miệng sáo với cả thân của dương vật thôi đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. Ừ. Bạn có ngứa không hay có đau gì không? Dạ, không ạ, thỉnh thoảng ạ. Các cái nốt đấy nó nổi hẳn lên trên mặt da hay nó chìm ở dưới? Nó nổi ở trên ạ. À, thế à? Là khi nào một cái dương vật nó xương cứng thì nó nổi lên đỏ, nó đỏ. Ừ, nó nổi hẳn gờ lên trên mặt da ấy hả? Vâng, vâng. Bạn thấy cái số lượng nó có tăng lên không? Dạ, nó cũng nhiều. Nó cũng nhiều, ừ. Dạ. Tôi đang nghĩ cũng có khả năng là bạn mắc cái bệnh liên quan tới cái quan hệ tình dục. Dạ. Tất nhiên là để chẩn đoán nó thì qua bạn mô tả như vậy, tôi chỉ nghĩ hướng tới cái bệnh gì đó thôi. Chứ còn để chẩn đoán xác định được thì phải là bác sĩ chuyên về lĩnh vực đấy. Vâng. Tôi thì tôi nghĩ là bạn nên đi khám ở chuyên khoa da liễu. Cái này nếu mình nên chụp vật mai chưa? Nó hơi tế nhị một tí và nó hơi khó, nhưng mà đến đấy để xem không biết có phải là bệnh sùi màu gà hay không. Yeah. Hay là cái bệnh nó chỉ là cái viêm cái nang lông ở trên thân dương vật, nó cũng có thể là. Ừ. Thế nhưng tất cả những cái lĩnh vực đấy cho nên đều thuộc về bác sĩ chuyên khoa da liễu. Yeah. Và có thể phải khám lâm sàng, có thể phải làm xét nghiệm, rồi có thể phải làm một số cái biện pháp cận lâm sàng khác để chẩn đoán xác định xem là bạn bị bệnh gì, vì nó liên quan tới cái điều trị của bạn nhé. Yeah. Bạn có điều kiện thì bạn phải đến những cái bệnh viện chuyên về da liễu là tốt nhất. Yeah. Ừ, chuyên về chuyên khoa da liễu thì ở đó các bác sĩ người ta sẽ khám và tư vấn cho mình được tốt hơn. Như người ấy, em hỏi như người đấy mình khám ở tuyến nào là ấy nhất ạ? Bạn có thể khám từ tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh cũng được. Không, muốn lên Hà Nội hay là tốt quá. Nếu mà lên Hà Nội thì bạn có thể đến bệnh viện đấy da liễu trung ương, như là bạn tả nó nằm ở cổng sau của bệnh viện Bạch Mai đúng không? Dạ, dạ. Bạn có thể đến bệnh viện da liễu Hà Nội nằm ở chỗ 44 Nguyễn Khuyến đấy, hoặc là bạn vào khoa da liễu của bệnh viện 108 đều được hết. Dạ. Nhá. Ừ. Vâng. Quan trọng nó là phải đi đến đó để bác sĩ người ta kiểm tra xem cho mình nó là bệnh gì. Thế và tôi cũng khuyến cáo thêm với bạn một điều, đó là việc mình quan hệ tình dục với hơn 2 người là một trong những cái nguy cơ để mình có thể mắc các cái bệnh khác. Nếu mà nó thể hiện ra bên ngoài như vậy còn là nhẹ. Nó còn có những cái bệnh khác, ví dụ như là viêm gan B, nó có thể như là viêm gan C, hoặc là rồi nặng hơn thì có thể là lậu giang mai, hạ cam, hoặc là HIV vân vân. Tức là những cái bệnh đấy là bệnh lây truyền qua đường tình dục, nên thận trọng. Như em hỏi em bị viêm gan virus đi thì nó có ảnh hưởng gì ạ? Viêm gan virus, viêm gan B à? Vâng. Đấy, nó là bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Bạn là người mang virus thì bạn quan hệ tình dục không an toàn với người khác thì bạn sẽ làm lây bệnh cho người khác. Dạ. Nhá. Ừ. Tốt nhất là bạn nên đi kiểm tra đi. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lào Cai. Alo. Alo. Chào bạn. Bạn có thể nói câu hỏi của mình. Dạ, chị ơi, cho em hỏi là em yêu một cô gái cũng rất lâu rồi, mà khi em muốn cùng cô ấy lập gia đình thì cô ấy lại bảo là chưa thích hợp, mà trong khi đó bên cạnh em có một cô gái cũng rất thích em, nhưng mà giờ em muốn chương trình cho em một lời khuyên ạ. Vâng. Băn khoăn giữa hai cô gái, một cô thì mình muốn cưới rồi nhưng mà cô ấy lại chưa đồng ý. Còn một cô thì mình có vẻ là chưa yêu cô lắm nhưng mà cô lại sẵn sàng cưới mình đúng không? Vâng. Câu chuyện của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi sẽ có tâm sự và lời khuyên cho bạn ạ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Ừ. Em có biết vì sao mà cô gái mà em yêu lại nói là chưa thích hợp không? Dạ, vì cô gái đó bây giờ cô bảo là bây giờ chưa muốn lập gia đình vì còn lo cho sự nghiệp. Cô bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, cô ấy 22 tuổi ạ. À thế hả? Mà cũng yêu lâu rồi đúng không? Vâng. Ừ. Thế em thì năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 28 chị ạ.
À thế hả? Ừ, 28 tuổi là cái tuổi mà cũng lập gia đình đẹp rồi đấy. Thì cô có nói với em là cô sẽ lo sự nghiệp đến bao giờ không? Dạ, cô ấy bảo là em đợi khoảng 1-2 năm nữa. Trong khi đó cái cô bên cạnh em ấy, thì theo em suốt và không muốn làm cho cô ấy tổn thương vì vì chuẩn cho làm em nên là em cùng trong công ty thì em cũng không muốn cô ấy kiểu là đau lòng. Ừ rồi, đúng là mình không thể làm tổn thương một người khác nhỉ. Em hiểu là cái thời hạn 1-2 năm thì có chắc chắn không với cái cô gái mà yêu em ý? Dạ, bây giờ tình cảm bọn em rất tốt nhưng mà cô ấy bảo là bây giờ thì cái là nếu mà lập gia đình sớm ấy, thì cái sự nghiệp thì không phát triển được, mà trong khi đó là em thì bây giờ cũng tuổi thì cũng không còn trẻ gì ạ. Thế tức là cô ấy chỉ nghĩ rằng là sẽ phát triển sự nghiệp khi chưa có chồng đúng không, còn đã có chồng thì không phát triển được. Ừ, cái này thì em sẽ tranh luận với cô xem là thực tế có phải như vậy không. Có rất nhiều người người ta lấy chồng xong rồi người ta, mà thực ra sự nghiệp thì phát triển là mấy chục năm ấy chứ, làm gì chỉ có 1-2 năm. Có điều là nó có những cái thời điểm mà người ta sẽ ưu tiên để mà giải quyết một việc gì đó. Ví dụ như chưa tốt nghiệp một cái trường nào đấy chẳng hạn, thì nếu lúc bấy giờ mà có chồng nó có thể sẽ ảnh hưởng. Và người ta cũng muốn là tốt nghiệp này rồi có một cái công việc ổn định. Tại vì thông thường nhà tuyển dụng ấy đúng không, thì cũng rất là muốn là tuyển dụng được những người mà có thể là có cái khả năng cống hiến trong một thời gian nào đấy. Thế rồi ở trong nhà trường thì người ta cũng muốn là sinh viên tập trung những cái thời gian vào chuyện học hành mà không phải là phân tán vào những cái chuyện là gia đình hay có con. Thì đấy là những cái thời điểm mà có thể người ta sẽ phải ưu tiên. Thế còn nếu nói là không phát triển sự nghiệp được thì nó chung chung quá, chị cũng không hình dung ra là bạn gái em định phát triển sự nghiệp như thế nào trong vòng 2 năm. Vâng, nhưng mà của em, vấn đề của em quan trọng hơn là vì em muốn cùng với lại người yêu em là cưới đi để cho cái cô kia là cô ấy không có theo em nữa mà. Em ơi, cái điều đấy thì lại chưa hẳn đâu. Em cưới rồi mà người ta thích theo em, người ta vẫn cứ theo ấy chứ. Nhá. Nhưng mà trong một lần kiểu bọn em đi chơi ấy, thì công ty tổ chức đi chơi mà em say rượu thì em có quan hệ với lại cô ấy kia. Nhưng mà bây giờ mà cô ấy lại cứ bảo em có trách nhiệm, nhưng em vì bọn em... cô gái đó thì cũng chưa có gì, bọn em chưa nói chung là quan hệ với nhau nhưng mà em đã sử dụng biện pháp là bao cao su ấy. Nhưng mà bây giờ cô cứ bây giờ bám theo em mà em thì chỉ đấy là một phút của người đàn ông gì. Có một điều là như thế này, ở đây nó có một vấn đề về chuyện trách nhiệm em ạ. Thì cô gái kia muốn khẳng định cái việc chịu trách nhiệm về phía em. Thế vậy em cũng đã nói rằng là không có vấn đề gì về chuyện có thai, phải không? Thì cái đấy nó cũng có những cái yếu tố gọi là nó làm dễ hơn cho cái chuyện mà giữa hai người. Thế nhưng mà chị nghĩ rằng là ở đây phải xem là em đã từng có cái tình cảm với cô chưa? Thế và hai người có yêu nhau không? Thế và ngay cả trong cái trường hợp mà có yêu nhau mà bây giờ các em không còn yêu nhau nữa thì chị nghĩ rằng là cái này nó sẽ là sự lựa chọn của em thôi, phải không? Vâng. Chứ người ta cũng không thể ép nhau vì một lần quan hệ mà phải lấy nhau. Bởi vì bạn gái cũng phải tự chịu trách nhiệm về vấn đề này. Chị muốn nói với em như vậy. Nhưng vâng, nó cũng rất muốn nói với các em với tư cách là những người nam giới là mình cũng phải rất là cẩn trọng, chứ không phải là mình cứ quan hệ. Em có nói rằng là trong một cái lần say rượu nhưng mà thật sự là mình lại dùng được bao cao su rồi, có lẽ cũng không say lắm đâu nhá. Vâng. Không thật sự đấy, đây là nói với nhau một cách rất tình cảm thôi. Chị cũng không phải chỉ muốn nói với em mà muốn nói với rất là đông các bạn nam là chúng ta hãy thật sự là cẩn trọng khi quyết định cái quan hệ này, bởi vì phụ nữ Việt Nam vẫn còn mang trong mình rất nhiều những cái tư tưởng của phụ nữ Á Đông. Người ta rất lo lắng khi mà người ta đã quan hệ rồi và người ta không lấy được cái người đàn ông đấy. Thế nhưng mà điều đấy cũng không có nghĩa là về mặt pháp lý hay là cái gì có thể trói buộc được các em. Em sẽ nói để cô gái đấy hiểu rằng là em đã rất là có lỗi khi mà đã không thật sự tỉnh táo, không cân nhắc vào quan hệ với bạn đó nhé. Chứ còn không có nghĩa là em lấy ngay một cô gái để cho bạn ấy không bám theo đâu. Sẽ làm cho cô ấy hiểu và nói rằng là thực ra thì em cũng rất là trân trọng cô gái đấy và hy vọng rằng những người nam giới khác người ta cũng sẽ trân trọng cô gái đấy bởi rất nhiều những đức tính tốt đẹp của cô ấy. Và một cái lần mà bạn ấy đã có thể hơi bất cẩn một chút, đã quan hệ với em thì nó được xem như là một cái tai nạn đấy, một cái bài học thôi nhé. Thế chúc em sẽ có được một cái quyết định thật là sáng suốt nhé, chứ không phải là phải lấy vội vàng như vậy đâu nhé. Chào em.
Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, em mới sinh em bé được 4 tháng. Bây giờ chu kỳ em này mới có kinh lại. Em muốn hỏi cái phương pháp để phòng tránh thai đấy. Vâng. Câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Tôi chào bạn. Chào bác sĩ ạ. Bây giờ lo lắm nhỉ? Không tránh thai mà lại có bầu vào cái lúc này thì mệt mỏi nhỉ? Con được 4 tháng rồi em? Vâng, con cháu được 4 tháng rồi. Hình kinh nó quay trở lại từ bao giờ vậy? Cháu mới bị tháng này ạ. À, mới bị tháng này. Em đây đứa thứ mấy của em? Đứa thứ 2 ạ. Đứa đầu thì em áp dụng biện pháp tránh thai nào? Đứa đầu thì cháu không có nhà cho nên là cháu cũng không áp dụng biện pháp nào ạ. Đúng rồi. Đến bạn này bây giờ thì chồng lại về nhà rồi đúng không? Cho nên là phải hỏi ngay. Em có thể sử dụng một số biện pháp thế này. Tốt nhất là sử dụng bao cao su đúng không? Nhưng mà cái này thì chồng lại phải hỗ trợ cho mình. Kết hợp với cả phương pháp tính vòng kinh, mặc dù là bạn đang cho con bú nhưng mà tôi cũng không rõ là cái vòng kinh của bạn nó sẽ có đều không hay là nó không đều. Thế nên của cháu nó không được đều cho lắm cho nên là cháu rất là sợ. Đấy. Rất là khó khăn. Đấy là cái biện pháp mà nó gọi là tương đối an toàn bởi vì bạn đang cho con bú. Thế và hiệu quả của nó cũng rất là cao. Nó có thể tránh thai ngoài ý muốn tới hơn 90%. Tuy nhiên thì tôi nghĩ chắc bạn cũng chần chừ đúng không? Vì chồng sẽ khó thực hiện cái biện pháp này thường xuyên, đúng không bạn? Vâng. Cái thứ hai mà bạn có thể áp dụng đấy chính là đặt vòng. Con bạn 4 tháng thì cái cơ quan sinh dục của bạn nó tương đối ổn định rồi. Nó đã có thể về những cái vị trí tốt rồi. Thì có thể thì được bạn nên đi đặt vòng. Thế còn một biện pháp thứ ba nữa mà ở đây bây giờ mọi người, rất nhiều người dùng, đó chính là dùng thuốc, đúng không ạ? Thuốc thì có thể dùng thuốc tránh thai đường uống, có thể dùng đường tiêm hoặc là cấy cái miếng tránh thai ở dưới da. Tuy nhiên thì bạn là người đang cho con bú cho nên là dùng thuốc phải rất thận trọng và nó cũng dễ ảnh hưởng bởi vì nó qua sữa, có thể làm ảnh hưởng đến em bé nhé. Thế cho nên là tôi mới tư vấn cho bạn một số cái biện pháp như vậy. Thế thì tốt nhất bây giờ thế này, bạn có thể ra phòng khám sản cũng được, hoặc là ra ngay trạm y tế cũng được. Ra trạm y tế nơi bạn ở ấy, thì các bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cơ quan sinh dục cho bạn và người ta sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn là bạn dùng biện pháp nào. Bởi vì mỗi một biện pháp thì nó đều có những cái ưu điểm và nó có những cái nhược điểm. Tất nhiên là dùng cái vòng tránh thai ấy, thì nó cũng có thể nó làm cho bạn hơi đau một tí. Đuôi của dây đồng ấy nó sẽ bị xuống sâu ở chỗ cổ tử cung. Thế cái thứ hai nữa là nó có một số người mà người ta gọi là ưa vòng hay là không ưa vòng ấy. Khi không ưa vòng nó cũng có thể gây xuất huyết, nó cũng có thể gây viêm nhiễm. Đấy là những cái mà người ta đã gặp rồi trên thực tế. Tuy nhiên thì đấy là biện pháp tương đối an toàn cho con bạn. Bởi vì bạn chỉ đặt vòng thì nó chỉ ảnh hưởng đến bạn thôi. Thế còn nếu dùng thuốc thì mình cũng phải thận trọng. Bạn chỉ có một số lựa chọn như vậy thôi, nó cũng không còn cách nào hơn nữa. Thế ngoài cái biện pháp mà xuất tinh ngoài âm đạo hay là tính vòng kinh thì đều không an toàn đối với bạn. Bởi vì vòng kinh của bạn là người nó không đều. Đấy, thế thì một số chia sẻ với bạn như vậy thì bạn có thể ra chỗ trạm y tế phường, xã, nơi mình ở. Trạm y tế hoặc là ra cho bệnh viện người ta có ấy không được không nhỉ? Ra đều được hết mà. Và nếu bạn đến bệnh viện thì người ta sẽ tư vấn kỹ hơn và cần thì người ta sẽ giúp bạn thực hiện những cái thủ thuật đấy tốt hơn. Thế nhá, chào bạn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.